thanh niên này tên là ninh ngư hắn vốn là thiên tài của hàn sơn thành nhưng vì một ngày đến tô ra dự tiệc lại bị người ta hãm hại dẫn đến đan điền bị hủy tu vi mất hết trong lúc tuyệt vọng hắn nhớ đến một vị trưởng lão từng mang ơn cứu mạng của phụ thân mình thế là hắn ôm hy vọng đi đến tông môn của lão ta để mong được giúp đỡ nhưng khi đến nơi lại chẳng có tí kết quả nào mà còn bị xua đuổi bất lực hắn đành lê lết cái thân xác tàn tạ của mình mà lũi thủi xuống núi chờ chết nhưng may thay ông trời không tuyệt đường người hắn thế mà lại tình cờ tiến vào được trại chăn nuôi thần ma từ đây hắn một quyền quét ngang càn khôn Đem chúng sinh của thiên địa làm bàn cờ. À mà tóm tắt đến đây là được rồi. Diễn biến tiếp theo như nào thì mời mọi người cùng ép vào chuyện thôi. Mở đầu câu chuyện tại a linh châu triều vân tông. Nơi đây bốn bề là núi non trùng trùng điệp điệp. Một người thiếu niên y phục rách dưới bẩn thỉu đang quỳ gục trước thềm tông môn. Trước mặt anh là một đám đệ tử triều vân tông đang không ngừng thay nhau buông lời chế giễu. Ni Ngư đã từng là thiên tài của Hàn Sơn Thành, bây giờ lại biến thành phế vật không thể tu hành được nữa. Thế sự khó liều a. À? Hay hay nghe nói hắn mưu toan xâm phạm tô nguyệt của tô gia bị tô gia trực tiếp khoét đàn điền vậy ra người thanh niên đang quỳ kia tên là ninh ngư anh ta lúc này khuôn mặt hốc hác mệt mỏi cau mày nhìn đám đệ tử đang dè biểu mình chỉ hận không thể cho mấy tên đó một trận một tên trong đám đệ tử kia khoanh tay trước ngực cười mỉa mai hừ loại người này còn mưu toan bái nhập triều vân tông ta thật sự là buồn cười ninh ngư bị bọn chúng xem thường thì vô cùng tức giận mà siết chặt nắm tay Ninh Ngư bắt đầu hồi tưởng lại nguyên do tại sao anh lại phải quỳ ở đây trong bộ dạng thảm hại như thế này. Ta vốn là thế tử Hàn Sơn Thành, chưa tới 18 tuổi đã đạt tới tu vi luyện khí tầng 7, một thời coi thường cả Hàn Sơn Thành. Mười ngày trước tô gia đệ nhất gia tộc Hàn Sơn Thành mời ta dự tiệc, ai ngờ hai chén rượu vào bụng, ta liền hôn mê bất tỉnh. Khi ta tỉnh lại phát hiện quần áo sộc sệt nằm trong khuê phòng Tô Nguyệt, nhưng vào lúc này Tô Nguyệt lại mang theo người Tô ra đột nhiên xông vào, lại khóc lóc kể lể vu hãm ta say rượu xâm phạm nàng. Theo trí nhớ của Ninh Ngư, lúc đó Tô Nguyệt nước mắt ngắn nước mắt dài, chỉ thẳng tay về phía anh mà tố cáo, là hắn, chính là hắn Ninh Ngư, hắn, hắn chính là xúc sinh. Không đợi ta giải thích, Tô gia chủ Tô Minh đã ra tay trực tiếp đánh ta trọng thương. Càng đáng hận, bọn họ lại còn đào đi đan điền của ta, vô sỉ tiểu nhi, ta phế ngươi. Sau đó ta bị người Tô gia ném ra ngoài cửa giống như chó chết ta trọng thương dưới ánh mắt cười nhạo của mọi người từng bước một bò về ninh gia đan điền bị hủy tu vi mất hết cũng không cách nào bước lên con đường tu hành đã vậy người đời không hiểu chuyện còn luôn mùng cười nhạo ninh ngư chẹp 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 không ngờ tới đấy không ngờ tới đấy hàn sơn thành một đời thiên tài lại là người ti tiện như thế đáng đời lại dám xâm phạm nữ thần tô nguyệt của bọn ta biết người biết mặt mà không biết tâm người cũng may ta nhớ rõ phụ thân ta ninh chiến có ơn cứu mạng với trưởng lão tư đồ lượng của Triều Vân Tông, chỉ cần tư đồ lượng nguyện ý thu ta làm đồ đệ, ta đây trọng tố đan điền cũng không phải là việc khó. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, sau khi đi tới Triều Vân Tông, ta ngay cả sơn môn của Triều Vân Tông cũng không thể tiến vào. Khi đó ở trước cổng Triều Vân Tông Ninh Ngư đã bị đệ tử Triều Vân Tông xua đuổi, biến đi, Triều Vân Tông là nơi mà người nào cũng có thể vào sao? Hết cách Ninh Ngư phải đút lót 300 khối linh thạch hạ phẩm mới có đệ tử thông báo cho tư đồ lượng, cùng với lời hứa hẹn của tên đệ tử kia, quỳ xuống đây trở đi. Nhưng lại giống như đá chìm biển rộng, không có tin tức, ta quỳ 9 ngày 9 đêm. Nghĩ đến bản thân đã quỳ ở đây chịu nắng chịu mưa, chịu cả những lời xỉ vả của đám đệ tử kia biết bao nhiêu ngày. Ninh Ngư dù đã mệt mỏi dã rời đến toàn thân run rẩy vẫn cắn răng chịu đựng, anh ta tự dặn lòng, ta không thể từ bỏ, nhất định sẽ trọng tố đan điền tìm tô ra tìm lại công bằng. Đúng lúc này một nam nhân thân mặc lục y dáng vẻ cao ngạo đi tới, theo sau là một đám đệ tử triều Vân Tông, đó là Chu Thông, tư đồ lượng thân truyền đệ tử. Hắn đi tới trước mặt Ninh Ngư, khoanh tay trước ngực, ánh mắt khinh thường nhìn xuống nói với Ninh Ngư rằng, sư phụ có mệnh, triều Vân Tông không thu phế vật. Ninh Ngư nghe vậy nhưng chưa từ bỏ, cúi xuống khẩn thiết van nài, ta đối với tư đồ trưởng lão có ân cứu mạng, kính xin tư đồ trưởng lão cho ta một cơ hội thấy dáng vẻ van xin của Ninh Ngư, Chu Thông càng thêm xem thường. Hắn cười khẩy nói, sư phụ nói, chuyện cũ như khói. Không cần nhắc lại, nhưng nể mặt phụ thân ngươi, có thể thu ngươi làm tạp vụ địa vị thấp nhất, hầu hạ các đệ tử Triều Vân Tông. Nghe đến đây Ninh Ngư sốc đến không thốt lên lời, tạp vụ, trong Triều Vân Tông, tạp vụ là tồn tại thấp kém nhất, thậm chí còn không bằng con chó được Triều Vân Tông nuôi dưỡng. Một tên đệ tử phía sau nhếch mép cười ra lệnh cho Ninh Ngư, Ha ha ha, còn không mau tạ ơn. Sau đó đem quần áo của bọn ta giặt sạch đi. Một tên chêm vào. Đúng rồi, buổi tối nhớ rửa chân cho lão tử đấy. Con chó vàng ở trong tông môn cũng phải hầu hạ cho tốt đấy. Không thì ta đánh gãy chân người. Sau mấy lời của đám đệ tử, Ninh Ngư câm lặng không nói lên lời trước sự thật phũ phàng này. Anh không thể ngờ một bậc trưởng lão như tư đồ lượng cũng là loại vong ơn bội nghĩa như vậy. Ninh Ngư cố gắng đứng dậy. Anh ta quả quyết đáp. Nếu đã như vậy, ninh ngư ta sẽ không bái nhập triều vân tông chu thông quay lưng đi vẻ mặt chắn ghét nói với ninh ngư thứ không biết điều vậy cút đi ninh ngư bỗng đưa tay lên ngăn hắn ta lại khoan đã tưởng ninh ngư đổi ý chu thông nhếch miệng cười hỏi cái gì hối hận rồi sao ninh ngư đưa tay về phía trước nói với chu thông trả linh thạch lại cho ta âm thầm tự nhủ nếu đã không vào triều vân tông linh thạch tất nhiên phải thu hồi lại đây chính là tích góp 10 năm của Ninh gia. Chu Thông tức giận quát lớn, "Lão tử thay ngươi thông báo, ngươi còn muốn trả lại?" Ninh Hư sẵn giọng nói lý, "Không làm xong việc, ngược lại còn vũ nhục ta, vì sao không thể lấy lại?" Chu Thông đuối lý đành cắn răng chấp nhận, "Được thôi, không chấp nhà ngươi." Nói rồi hắn ta vứt mạnh túi linh thạch xuống đất mà xua đuổi, lấy đồ rồi mau cút đi. Ninh Hư cúi người cầm túi linh thạch lên, rồi anh dứt khoát quay lưng bỏ đi không chút do dự chẳng có lý do gì phải đi văn nài bọn vong ơn bội nghĩa kia thấy ninh ngư đã rời đi được một lúc chu thông liền ngoắt một tên đệ tử triều vân tông lại hắn nhếch miệng cười độc ác dặn dò tên đệ tử kia chờ tên phế vật này rời khỏi phạm vi triều vân tông giết hắn cho ta lấy lại linh thạch tên kia nghe vậy liền đáp Đó. không thể không nói a linh châu này đúng là cảnh sắc hữu tình bầu trời hôm nay trong thật ấm áp và bình yên trái ngược với cảnh vật đẹp như tranh cuộc đời của người thiếu niên này lại đen đủi bấp bênh. Vốn tưởng tìm được một nơi để nhờ giúp đỡ thì lại chịu những lời chế giễu khinh thường, giờ phải từng bước lần mò tìm đường xuống núi. Còn chưa đủ xui rủi, bàn chân Ninh Ngư mắc lại vào một cành cây trên mặt đất. Anh mất đà ngã khuỵu xuống, hai tay vội bám vào gốc cây bên đường. Do vận động mạnh, vết thương bị đả động khiến Ninh Ngư thổ huyết. Anh tức giận đấm vào gốc cây, đan điền còn chưa được trọng tố, công bằng cũng chưa đòi lại mà giờ bản thân sắp trụ không nổi rồi. Ninh Ngư không cam tâm nói, xem ra ta thật sự sắp chết rồi, mà anh không để ý rằng chiếc dây chuyền trăng khuyết được đeo trên cổ mình đang khẽ động. Rồi ánh sáng lấp lánh của mặt dây chuyền kia khiến Ninh Ngư chú ý, anh nâng nó lên mà lẩm bẩm, "Đó là di vật duy nhất mẹ để lại cho ta." Mặt dây chuyền trăng khuyết lúc này bỗng tỏa ra vầng hào quang rực rỡ khiến Ninh Ngư mở to mắt kinh ngạc. Chớp mắt ngay sau lưng Ninh Ngư xuất hiện một con rồng vàng to lớn toàn thân phát ra ánh sáng rực rỡ đang nhìn chầm chầm vào Ninh Ngư khiến anh giật mình hoang mang. Đây là cái gì? Khi Ninh Ngư còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì con kim long đã lao nhanh về phía anh. Nó há miệng lớn ngoạm trọn cơ thể Ninh Ngư vào trong. Không gian xung quanh Ninh Ngư ngay lập tức thay đổi. Cả người anh nhẹ bẫng đi, tưởng chừng như cứ vậy là xong. Nhưng không, Ninh Ngư đã được đưa đến một không gian khác. Anh nhìn quanh thì thấy mình đang lơ lửng ở một giải ngân hà với những vì tinh tú lấp lánh đang bay lượn. Ninh Ngư hoang mang tự hỏi, đây, đây là đâu? Sau một hồi quan sát xung quanh, Ninh Ngư chợt phát hiện trên khối đá to lớn đang lơ lững đằng xa kia có một trang viên. Khi này bỗng có một giọng nói lạ lẫm không rõ từ đâu vang lên, chạy chân nuôi thần ma, truyền thừa. Giải Ngân Hà vẫn đang tĩnh lặng, vạn vật vẫn đang xoay vần, nhưng ngay sau tiếng nói kỳ lạ kia, hàng ngàn vì sao lấp lánh phát ra từ trang viên kia bỗng đua nhau bay về phía Ninh Ngư. Thấy vậy Ninh Ngư liền há hốc miệng hoảng hốt. Hết chuyện khó hiểu này đến chuyện kỳ lạ khác xảy ra khiến Ninh Ngư vô cùng hoang mang. Trong đầu liên tục đặt ra những câu hỏi. Chạy chân nuôi thần ma. Cái gì đây? Chưa kịp bình tĩnh lại để nghĩ thêm điều gì. Một cảnh tượng khác lại khiến Ninh Ngư kinh ngạc. Đó là cuộc đấu nảy lửa giữa một vị đạo sĩ và con kim long to lớn khi nãy. Mặc cho con kim long quẫy đạp không chịu khuất phục. Vị đạo sĩ kia đưa tay về phía trước tạo một khối linh lực tỏa ra ánh sáng xanh biếc bao quanh nó. Đồng thời hô lớn. Thần phục ngay lập tức kim long đã bị thu nhỏ lại rồi nằm trong khối chóp ma thuật màu vàng kim trong tay đạo sĩ. Chưa dừng lại ở đó, một bàn tay to lớn từ đâu xuất hiện phát ra ánh sáng vàng kim rực rỡ. Vị đạo sĩ thấy vậy lớn họng quát, cút cho ta. Rồi đạo sĩ ấy giải phóng hoàn toàn linh lực, phóng khối chóp chứa con kim long kia về phía bàn tay đang ráng về phía mình. Bàn tay kia ngay lập tức bị đập vỡ thành nhiều mảnh. Ni ngư quan sát một hồi như bị cuốn vào trận đấu. Anh không chút sợ hãi nào, ngược lại còn thích thú mà cảm thán trong lòng. Hùng mãnh thật đấy. Bỗng trước mắt Ninh Ngư một người phụ nữ xuất hiện giữa vầng hào quang lấp lánh. Dáng vẻ dịu dàng thân thuộc của bà khiến Ninh Ngư sững người. Anh có nằm mơ cũng không thể tin được mình sẽ được gặp lại bà. Người phụ nữ mỉm cười hiền từ nói với Ninh Ngư. Ngư nhi, con vẫn có thể tới đây sao? Xem ra mọi chuyện đều theo ý trời cả. Khi giọng nói nhẹ nhàng đó cất lên, Ninh Ngư như vỡ òa, Ánh mắt anh dưng dưng nhất thời xúc động không nói lên lời. Ninh Ngư hạnh phúc gọi một tiếng mẫu thân. Mẫu thân Ninh Ngư đưa mắt nhìn về phía khối đá to lớn khi nãy rồi nói với anh. Ngư Nhi, con nghe ta nói, chạy chân nuôi thần ma chính là thần vật của thế gian. Thượng cổ đã bị chiến tranh phá hủy, hóa thành tám đạo mảnh rơi xuống thế giới này. Mỗi một đạo mảnh đều chấn áp một tôn hồng hoang cự kình. Hôm nay con sẽ trở thành chủ nhân của mảnh vỡ này, có thể chậm rãi thử nghiệm luyện hóa cự kình ở trong đó. Mẫu thân của Ninh Ngư sau khi nói xong những lời cần nói thì cũng dần tan biến. Anh vội vàng đưa tay về phía trước để níu kéo nhưng không kịp. Mẫu thân người đi đâu thế? Con phải làm thế nào mới tìm tới được mẫu thân? Một ngôi sao nhỏ lấp lánh chạm nhẹ vào mái tóc của Ninh Ngư, tựa như bàn tay của mẫu thân đang xoa đầu anh. Đồng thời giọng nói của bà vang lên, nhớ rằng không cần tới tìm nương, nhất định phải sống tiếp thật tốt. Sau lời dặn dò ấy, giọng nói của mẫu thân cũng hoàn toàn biến mất. Không gian lại quay về sự tĩnh lặng như lúc ban đầu, Ninh Ngư vội mở mắt, hai dòng lệ lúc này đã lăn dài trên gò má. Anh biết bây giờ không phải lúc khóc nên vội đưa tay lau nước mắt rồi tự hứa với lòng, "Nương, Hải Nhi nhất định sẽ tới tìm người." Anh không chút do so dự mà bay tới đứng trên mỏm đá đối diện với con kim long to lớn dữ tợn. Ninh Ngư cả người tỏa ra hỏa khí, anh dồn linh lực vào hai bàn tay rồi tạo ra một khối năng lượng sáng chói. Anh đã hạ quyết tâm, nếu đã là lời căn dặn của mẫu thân, cho dù ngươi có mạnh tới mức nào, ta cũng nhất định sẽ luyện hóa ngươi. Những dòng xung kích liên tục tấn công con kim long. Nó gầm lên một tiếng kinh động khắp không gian. Áp bức mà kim long tạo ra khiến ninh ngư đứng không vững mà khụy xuống. Nội lực bị đả động khiến anh phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt ninh ngư trở nên khó coi. Trên trán lấm tấm mồ hôi. Anh cao mày nói. Thực lực ta quá yếu. Vừa mới luyện hóa có chút thân thể đã suýt nữa phải sụp đổ cùng lúc này những lân phiến vàng kim đang bay tới nhìn kỹ có thể thấy những nguồn linh khí rực rỡ đang bao quanh một thứ gì đó nhỏ nhắn phát ra ánh sáng lấp lánh ninh ngư ngẩng đầu lên thấy thứ kia đang bay về phía mình thì liền thấy khó hiểu anh ngạc nhiên tự hỏi cái gì đây một mảnh vảy đang điên cuồng hấp thu linh lực chung quanh mảnh vảy kia lúc này đã bay đến rất gần ninh ngư rồi nó trực tiếp tiến vào trong cơ thể của ninh ngư khiến anh rất ngạc nhiên lân phiến không ngờ lại đang tiến vào đan điền của ta khi thấy lân phiến đang dần hấp thụ vào cơ thể mình ninh ngư thốt lên cảm giác này thoải mái quá anh ngồi xuống nhắm mắt lại rồi cảm nhận lân phiến đi vào cơ thể mình sau khi thấy thể lực và sức mạnh của bản thân đã được hồi phục ninh ngư liền vui vẻ nhận ra ta hiểu rồi lân phiến này đang thay thế đan điền bị phế của ta linh lực thật sự rất cường đại tốc độ hấp thụ cũng rất nhanh đúng lúc này một quyển sách từ đâu bay tới trước mặt ninh ngư khiến anh có chút ngạc nhiên hử còn nhận được thu hoạch ngoài nữa sao? Cuốn sách tự mình mở ra, Ninh Ngư đọc những dòng chữ ở trang đầu tiên, Kim Lân Quyết, lấy linh lực rèn đúc thân thể. Có thể kháng lại công kích pháp thuật, công pháp tổng chia làm 12 tầng, tu tới tầng cao nhất có thể đạt được thiên đạo kim thân. Đọc đến đây, Ninh Ngư liền tưởng tượng đến dáng vẻ mạnh mẽ của mình trong tương lai khi đã tu luyện xong Kim Lân Quyết, vẻ mặt liền vô cùng phấn khích, thiên đạo kim thân, mạnh tới cỡ nào nữa được chứ? Tuy vậy Ninh Ngư vẫn còn vài phần nghi hoặc. Nhưng, bộ công pháp này cũng không phải quá dễ dàng để tu luyện sao. Tu luyện kim thân quyết mỗi một tầng đều cần đại lượng linh thạch để phụ trợ. Nhưng rồi Ninh Ngư vẫn quyết định dốc linh thạch xuống mặt đất. May là trước đấy ở Triều Vân Tông, cố gắng đòi lại được 300 linh thạch. Không thì cũng không biết lấy gì mà tu luyện. Nói rồi Ninh Ngư cũng nhắm mắt lại mà bắt đầu tu luyện. Anh có thể cảm nhận được linh khí đang dần tụ lại bay quanh mình và đang dần dần hấp thụ vào cơ thể với sự hỗ trợ của linh thạch. Nửa canh giờ sau, không gian xung quanh Ninh Ngư đã trở lại như lúc ban đầu, linh khí bay quanh Ninh Ngư cũng đã thưa dần vì hầu hết chúng đã được anh hấp thu. Tu luyện đã xong, Ninh Ngư chậm rãi mở mắt. Anh nắm chặt tay lại đưa lên quan sát, cảm nhận được sức lực của bản thân đã được hồi phục hoàn toàn, thậm chí có phần tốt hơn trước thì vô cùng phấn khích. Mặc dù chỉ có cảnh giới luyện khí tầng 3, nhưng tu luyện thân thể cường hóa của kim lân quyết cảm giác còn cường đại hơn so với trước rất nhiều về phía tốc độ và khả năng phòng ngự cũng đủ giúp ta sánh vai với tu giả luyện khí tầng 7 rồi ngay khi ninh ngư còn đang vui mừng thì một thanh kiếm từ đằng sau xe gió bay tới ninh ngư nhanh chóng phát giác ra nguy hiểm liền quay lại nhíu mày hử một tiếng anh nhẹ nhàng né được thanh kiếm kia mà không tốn chút sức lực nào thanh kiếm đâm một nhát sâu vào thân cây với lực đạo này có thể thấy chủ nhân của nó chắc chắn có sát ý lúc này một tên nam nhân bước tới chính là tên đã được chu thông giao đi giết ninh ngư hắn nhếch miệng cười không ngờ phế vật nhà ngươi mà cũng né được công kích của ta ninh ngư câu mày hỏi ngươi muốn giết ta tên kia thản nhiên đáp đó không phải là điều hiển nhiên sao chu thông sư huynh đã can dặn nhưng tên kia chưa kịp nói hết câu thì ninh ngư đã phi tới với tốc độ nhanh như cắt vung đấm với lực đạo đầy mạnh mẽ đầy vào bụng hắn một đấm này của Ninh Ngư trực tiếp đem hắn học máu ngã nhào ra phía sau. Tên kia cố gượng dậy, trợn mắt kinh ngạc nhìn Ninh Ngư lắp bắp, không thể nào, ngươi là tên phế vật đã bị phế đi đan điền, làm sao có thể gây tổn thương được ta? Ninh Ngư cười khẩy, ta chẳng những có thể gây thương tổn cho ngươi, còn có thể giết ngươi đấy. Tên đệ tử Triều Vân Tông lúc này vội vận linh lực gọi kiếm quay lại. Thanh kiếm theo lệnh chủ nhân bắt đầu động đậy thoát ra khỏi thân cây, rồi bay về phía tên đệ tử Triều Vân Tông. Hắn bắt đầu vào thế tấn công, vừa sử dụng năng lực tạo thành một vòng xoáy kiếm phía trước để bảo vệ bản thân vừa chuẩn bị tấn công Ninh Ngư. Tên đệ tử Triều Vân tông cười lớn đầy khiêu khích, "Ha, à, lão tử có kiếm quyết bảo vệ thân, để xem ngươi làm thế nào tổn hại được ta." Ninh Ngư không muốn nhiều lời với loại người như tên kia, anh nắm chặt tay lại, dồn linh lực vào bàn tay khiến nó tỏa ra hỏa khí sáng rực, rồi trực tiếp lao tới tấn công, vòng xoáy kiếm của tên kia cũng không thể cản phá mà trực tiếp bị đánh vỡ nắm đấm của ninh ngư xuyên thẳng qua bụng hắn động tác của anh nhanh như cắt tên kia còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị giáng một đòn chí mạng miệng hắn hộc máu tươi đến lúc sắp chết vẫn không thể tin vào mắt mình ngươi không thể nào khi tên đệ tử triều vân tông đã gục xuống đất ninh ngư chán ghét nhìn bộ dạng thảm hại của hắn rồi nói yếu quá sau đó anh quay đầu nhìn về hướng nơi có triều vân tông ánh mắt anh đầy kiên định chu thông tư đồ lượng chờ ta xử lý tô ra chắc chắn sẽ tới tìm các ngươi tính sổ. Cùng buổi sáng hôm đó ở Ninh Gia Đại Trạch, Hàn Sơ Thành. Trong đại điện một nhóm người đã tụ tập đầy đủ, phía trước họ là người đàn ông mặc lục y có lẽ là người có quyền lực cao nhất. Ông ta lên tiếng, thế tử Ninh Ngư vô đức vô năng, hiện tại đan điền lại còn bị phế, không cách nào tu hành. Ta đề nghị phế chốt danh thế tử của Ninh Ngư, đây chính là Ninh Càn Khôn, Ninh Gia Chủ. Nghe vậy Ninh Gia Đại trưởng Lão tỏ ý đồng tình, đúng là như thế thế tử ninh gia ta không thể để cho một tên phế vật đảm đương hơn nữa hắn còn vọng tưởng xâm phạm thiên kim tô gia làm ô uế danh dự của ninh gia ta hắn còn phải truy trách người đứng bên cạnh ông ta cũng lên tiếng ta đồng ý thấy mọi người đang phản ứng đúng theo ý mà bản thân đã dự liệu ninh càn khôn trong lòng thầm đắc ý được tốt lắm nhưng ngoài mặt vẫn giữ phong thái nghiêm nghị rồi nói ra điều bản thân đang lo ngại chỉ là ninh hư đã đi tới triều vân tông bái sư chỉ cần trở thành đệ tử của Triều Vân Tông, trọng tố đan điền khôi phục tu vi cũng không phải là chuyện không có khả năng. Đại trưởng lão Ninh Gia nghe vậy liền đưa tay vuốt chòm râu mà nhếch miệng cười, gia chủ có điều không biết, vừa rồi ta nhận được tin tức Ninh Ngư bị Triều Vân Tông cự tuyệt ngoài cửa, hắn đã sớm xuống núi. Ninh Càn Khôn tuy ngoài mặt không lộ ra chút biểu cảm nào nhưng trong lòng đang vô cùng hả hê, ha ha, quả nhiên phế vật đi chỗ nào cũng sẽ bị ghét bỏ. Rồi ông ta hỏi những người đang có mặt ở đây, vậy chư vị thấy ai thích hợp nhất để tiếp nhận vị trí thế tử đây? Đại trưởng lão liền chắp tay cung kính nói, đương nhiên là con trai của gia chủ ngài, Ninh Thành Thiếu Gia. Một trong số những vị kia nghe vậy liền tán thành. Đúng, Ninh Thành Thiếu Gia đã đạt được luyện khí lục tầng. Ta đợi để bầu cử Ninh Thành Thiếu Gia là thế tử của gia tộc. Một vị khác cũng lên tiếng, đồng ý. Ninh Càng Khôn nghe vậy liền không nhịn được mà nhếch miệng cười. Ông ta đáp, nếu các vị đã nói như vậy thì từ nay trở đi, bãi chốt chức vị thế tử của ninh ngư lập ninh thành thành thế tử của ninh gia có lẽ mọi chuyện đều nằm trong tính toán của ninh càn khôn nên ninh thành là con trai của ông ta khi này đã đứng chờ ở ngoài cửa từ bao giờ chỉ chờ có vậy ninh thành liền đi nhanh vào đại điện hắn chắp tay về phía trước rồi cúi người hành lễ đa tạ phụ thân và các vị trưởng lão ninh thành ta nhất định sẽ thống lĩnh ninh gia trở thành gia tộc mạnh nhất hàn sơn thành những người kia nghe vậy đều không dứt lời tán dương gia chủ anh minh Ninh Thành thiếu gia tài đức vẹn toàn, trở thành minh chủ là điều đương nhiên. Đúng vậy, Ninh Thành thiếu gia không làm thế tử, trời không dung thứ, Ninh Thành nghe những lời tâng bốc kia thì không khỏi đắc ý. Lúc này đại trưởng lão Ninh gia lên tiếng, "Ta có điều muốn nói. Ninh Ngư đã bị hủy đan điền, cũng nên cắt bỏ tất cả tài nguyên tu hành, không thể lãng phí cho một tên phế vật được." Ninh Càn Khôn tất nhiên sẽ đồng tình, "Được, từ hôm nay trở đi, dừng tất cả tài nguyên tu hành của Ninh Ngư." Nhưng ngay khi lời ông ta vừa dứt thì một tiếng quát lớn của của Ninh Ngư vang lên. Ai dám dừng tài nguyên tu hành của ta? Những người ở đó thấy Ninh Ngư xuất hiện thì vô cùng tức giận. Thay phiên nhau chửi bới. Là tên phế vật Ninh Ngư. Vậy mà hắn lại dám trở về. Trở về đúng lúc. Bôi nhọ danh dự của gia tộc. Phải chịu trách nhiệm. Đối với những lời nói kia Ninh Ngư không hề quan tâm. Anh khẳng khái chất vấn Ninh Càn Khôn. Ninh Ngư ta vì gia tộc vào sinh ra tử hôm nay lại muốn bãi chốt chức vị thế tử của ta, không phải gia chủ nên nói rõ sao. Ninh Càn Khôn nghe vậy liền tức giận đập tay xuống ghế, sẵn giọng quát, hỗn xược, một tên phế vật, có tư cách gì mà chất vấn gia chủ ta. Ninh Ngư nghe vậy thì không chút sợ hãi, anh chỉ thẳng tay vào mặt Ninh Càn Khôn mắng. Khi đó nếu không phải cha ta truyền ngôi vị cho ngươi thì ngươi lấy đâu ra tư cách làm gia chủ, những năm này ta vì gia tộc vào sinh gia tử. Liều chết chiến đấu với những kẻ khác ở khoáng sơn, lũ chuột các ngươi không chỉ muốn bãi chốt chức vị thế tử của ta, mà còn muốn cắt đứt hết tài nguyên tu hành của ta. Anh nhíu mày, nghiến chặt răng khinh bỉ, mơ hão. Khi Ninh Ngư vừa dứt lời, một tên từ trong đám kia bỗng lao về phía anh, miệng gã không ngừng buông lời chế nhạo. Cả gan dám sỉ nhục gia chủ, đáng chết. Ha ha, phế vật thì nên có giác ngộ của phế vật, đừng trách Ninh Hổ ta ức hiếp người. Nhưng Ninh Hổ đâu có ngờ rằng đan điền của Ninh Ngư đã được khôi phục, tốc độ cũng nhanh hơn khi trước rất nhiều, nên khi gã lao đến Ninh Ngư chỉ tung một đấm đã có thể hạ gục gã. Ninh Hổ bị đấm văng ra xa, máu từ mũi miệng phụt ra một đường dài khiến đám người kia không khỏi há hốc miệng kinh ngạc. Bao quanh người Ninh Ngư lúc này là nguồn khí lực mạnh mẽ, anh nhếch miệng nhìn tên Ninh Hổ kia đầy khinh thường, ăn nói xà lơ. Bên ngoài Ninh ra lúc này mặt trời đã lên cao, đám người người kia còn chưa kịp hoàn hồn khi nhìn Ninh Hổ nằm bất tỉnh dưới đất, thì Ninh Ngư tự tin nói lớn với bọn họ, còn ai nữa? Ra đây. Lúc này trong đám người có một nam nhân tóc màu nâu hừ lạnh bước ra, ở đây không tới lượt ngươi lên tiếng. Nam nhân đó chính là Ninh Long, gã vỗ tay vào ngực đầy cao ngạo nói, "Ta đến để thử thách tên phế vật ngươi." Một tên trong đám kia thấy Ninh Long ra mặt thì liền nói, "Là Ninh Long ca ca của Ninh Hổ, hắn là tu giả luyện khí tứ tầng, so với Ninh Hổ tu vi còn cao hơn. Lần này Ninh Ngư chết chắc rồi." Tên bên cạnh nghe vậy thì cười tiếp lời, "Ha ha dám ở đây gây ồn ào, vẫn còn tưởng rằng bản thân mình là Ninh Ngư lúc trước chắc, đợi xem kịch hay đi. Khi Ninh Long xuất hiện cũng không khiến Ninh Ngư có chút lo ngại nào, anh vận khí lực vào nắm đấm rồi lao về phía hắn với tốc độ thần sầu. Ninh Long lúc này vẫn đứng đó buông lời khinh thường, cũng chỉ là đánh lén đệ đệ của ta rồi may mắn thắng được thôi, gặp phải ta thì ngươi chết chắc. Hắn vào thế thi triển một loạt động tác tay để vận linh lực, rồi hai tay hắn chắp lại hướng thẳng về phía trước một nguồn linh lực lớn được bắn ra tựa như ngọn hỏa diễm màu xanh lục hai tên vừa rồi liền thay nhau cười cợt là thuật u hỏa quyết tuyệt học nhị phẩm của ninh long xem ra ninh long ra tay cũng dã man ha ha tên phế vật kia mà chết thì cũng chả sao luồng u hỏa mà ninh long vừa bắn ra liền trực tiếp lao về phía ninh ngư nhưng anh cũng không vì thế dừng lại hay né đi mà xông thẳng về phía chúng ninh long thấy ninh ngư vẫn không chút sợ hãi xông đến thì cười khinh thường ha ha cố chấp chống đỡ u hỏa quyết của ta hả à? muốn chết sao nhưng ninh long chưa kịp đắc ý luồng u hỏa vừa đến gần ninh ngư đã bị linh khí xung quanh anh làm cho tan biến ninh long thấy vậy há hốc mùng kinh ngạc sao lại có thể ngay lúc này ninh ngư đã phi đến chỗ ninh long cho gã một đấm mang theo lực đạo đáng sợ khiến gã bị đánh văng ra sau thấy ninh long chịu một đòn đã bất tỉnh ninh ngư thờ ơ nói không chịu nổi một kích đám người kia quan sát một màn này lại được một phen sợ hãi họ vẫn chưa tin ninh ngư bị phế đi đan điền có thể đánh bại ninh long trong một đòn kia là ninh long luyện khí tầng 4 đấy đan điền tên phế vật này bị triệt rồi cơ mà sao có thể mạnh tới nhường này cơ thể hắn sao có thể mạnh mẽ như thế được đại trưởng lão quan sát nãy giờ thì vô cùng tức giận sông lên tay làm hình chữ thập hướng về phía ninh ngư mang theo sức mạnh đầy uy lực ông ta quát lớn ra tay tàn nhẫn với bản tộc như thế người đáng chết ninh ngư không hề run sợ mà trực tiếp đối đầu với đại trưởng lão ninh gia lão già chỉ biết ỉ lớn hiếp nhỏ ninh ngư ta sợ gì chứ nhưng vì chỉ vừa trọng tố lại đan điền nên sức mạnh hiện tại của ninh ngư chưa thể so với đại trưởng lão trên lịch sức mạnh khiến ninh ngư bị đẩy lùi ra sau sự va chạm của hai nguồn sức mạnh tạo ra áp lực lớn khiến anh bị thương ninh ngư ho ra một ngụm máu tươi rồi khụy xuống đại trưởng lão ninh ra thấy vậy cũng không có ý định dừng tay ông ta khuôn mặt giận dữ vung tay lên đem theo khí lực định kết liễu anh ninh ngư ngỗ nghịch với gia chủ chu sát ngay tại chỗ nhưng ninh thành bỗng lên tiếng ngăn cản từ đã đại trưởng lão ninh ra thấy vậy liền dừng tay quay sang nhìn Ninh Thành với ánh mắt khó hiểu. Ninh Thành bước tới trước mặt Ninh Ngư hỏi: "Ngươi bất phục làm sao?" Ninh Ngư ngước lên nhìn hắn với ánh mắt đầy tức giận, tỏ ý bản thân chính là không phục. Ninh Thành nhất miệng cười, nâng tay lên tạo ra một luồng sáng vàng lấp lánh rồi nói với Ninh Ngư: "Ngươi xem đây là cái gì?" Đám người kia vừa nhìn thấy thứ trên tay Ninh Thành thì vô cùng ngạc nhiên, "Người được chọn, đúng là người được chọn kìa." Ninh gia ta có hy vọng trọng trấn rồi. Ha ha, không hổ là Ninh Thành thiếu gia. Ninh Ngư mà so với ngài, cũng chỉ như phân chó mà thôi. Ninh Ngư cũng vô cùng ngạc nhiên nhìn Ninh Thành, người được chọn. Thứ được gọi là người được chọn, chính là một trong số ít tu giả đặc biệt. Bọn họ trời sinh đã có thể hấp thu tinh thần lực. Vô cùng cường đại, tư chất cực cao, so với tu giả bình thường mạnh hơn mấy lần. Ninh càng không biết Ninh Thành là người được chọn thì càng thêm đắc ý. Ông ta vuốt tròm dâu nhếch miệng cười. Ha, không hổ là con trai ta. Lúc này Ninh Thành đưa ánh mắt khinh thường nhìn xuống Ninh Ngư nói: "Ngươi nghĩ ngươi có tư cách đối chiến với ta sao?" Ninh Ngư tất nhiên sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy, anh đáp: "Ngươi được chọn cũng không phải vô địch." Ninh Thành cười khẩy: "Được, vậy ta cho ngươi cơ hội đấy, sau 15 ngày, đại tỷ thí gia tộc, nhất quyết sinh tử, ngươi có dám tham gia không?" Đối với lời thách đấu của Ninh Thành, tất nhiên Ninh Ngư không từ chối, sao lại không dám? Ninh Thành thấy Ninh Ngư vẫn không lộ ra chút sợ hãi nào thì cười nham hiểm. Được, vậy ta cho người 15 ngày kéo dài hơi tàn. Sau đó Ninh Ngư quay lưng rời khỏi đại điện. Ninh Càn Khôn thấy Ninh Ngư rời đi liền hỏi Ninh Thành, con của ta vì sao lại không để đại trưởng lão trực tiếp giết hắn. Ninh Thành nói ra tính toán của mình, dung hợp với tinh thần lực sẽ kích phát sát ý trong cơ thể con, vừa hay đến lúc đó mượn cơ hội này triệt để phóng thích, giúp con triệt để khống chế tinh thần lực. Ninh Thành nói tiếp, hơn nữa, gia tộc đại tỷ thí cũng là lý do chính đáng để diệt trừ Ninh Ngư trong lúc tỉ thí hắn bị đánh chết, người khác cũng sẽ không nói chuyện phiếm gì. Ninh Càn Khôn nghe xong thì cười lớn, ha ha, được, vậy thì cho tên phế vật đấy thêm chút ngày kéo dài hơi tàn đi. Một lúc sau tại một khuôn viên, Ninh Ngư mở cửa bước vào, anh nhìn thấy mặt đất lúc này là những bình rượu rỗng đã được uống cạn. Bên cạnh những vò rượu là người đàn ông đã say khướt đang ngủ gục dưới gốc cây, đó là phụ thân của Ninh Ngư, Ninh Chiến. Ninh Ngư có lẽ đã quen với cảnh này, anh đỡ ông già mình vào phòng, vừa đi vừa nhẹ nhàng nói, "Phụ thân, dưới đất lạnh, vào trong ngủ." Ninh Ngư từ từ đặt phụ thân mình xuống giường. Anh nghĩ, ta phải nhanh chóng nâng cao thực lực mới có thể đánh một trận với Ninh Thành. Sau đó tại bên trong phòng Ninh Ngư, lưu hương đã được châm tỏa ra mùi hương thoang thoảng khắp phòng, anh ngồi xếp bằng trên giường, hai tay bắt đầu vận linh lực để tu luyện. Trong đầu thầm nghĩ, kẻ được chọn đương nhiên cường đại nhưng ta cũng không phải không có phần thắng. Tu hành chi đạo, diễn hóa ngàn năm, bây giờ linh châu tu giả đều chỉ chú trọng cường đại pháp thuật ngược lại xem nhẹ rèn luyện thân thể dựa vào kim thân quyết ta vốn có thể kháng pháp thuật của đối phương nghĩ là như vậy nhưng ninh ngư cũng đang gặp một vấn đề khá nan giải anh khẽ cao mày chỉ là linh thạch mà kim thân quyết cần thật sự quá nhiều tu luyện tầng thứ nhất kim thân quyết thì ước chừng cũng tiêu hết 300 khối hạ phẩm linh thạch mà muốn tu luyện đến tầng thứ hai còn cần 3.000 khối hạ phẩm linh thạch nghĩ đến đây ninh ngư bèn đứng dậy mở cửa bước ra ngoài trước tiên đi tu hành đường lĩnh linh thạch tu hành tháng này đã tích tiểu thành đại chỉ cần là ninh gia đệ tử mỗi tháng đều có thể ở tu hành đường lĩnh linh thạch dùng để tu luyện vậy nên ninh ngư đã quyết định đến tu hành đường nhưng khi anh đến trước cổng thì đã bị hai tên canh gác chặn lại đứng yên không được vào ninh ngư sẵn giọng quát đi ra một trong hai tên vẫn cứng đầu chắn đường ninh ngư xua tay đuổi anh gia chủ có lệnh đoạn tuyệt tất cả tài nguyên tu hành của ngươi mau cút đi Ninh Ngư đã mất kiên nhẫn nên quyết định dùng vũ lực. Anh vung nắm đấm lao đến tấn công hắn ta. Hắn vừa dùng năng lực tạo ra một tấm khiên lớn chắn phía trước. Vừa nhếch miệng cười tỏ ý coi thường, chỉ là phế vật mất đi đan điền mà thôi, xem ta giáo huấn ngươi đây. Nhưng tấm khiên mỏng manh kia không thể bảo vệ hắn, chỉ một đấm của Ninh Ngư đã khiến nó vỡ vụt, đồng thời cũng đánh hắn văng ra sau, miệng hộc máu. Hắn ta gượng dậy ôm bụng đau đớn, thấy Ninh Ngư đang tiến lại thì sợ hãi đến cả người run rẩy. Ninh Ngư túm lấy cổ hắn nhấc lên cao, chỉ là hạ nhân, cũng dám nhục ta. Lúc này một người đàn ông từ đâu xuất hiện quát lớn, làm càn, còn không mau dừng tay. Ninh Ngư to gan, mau thả người ra cho ta, người đàn ông đó chính là ngũ trưởng lão của tu hành đường. Ninh Ngư tất nhiên không thả người, quay sang chất vấn ông ta, vừa rồi lúc hắn nhục ta, sao không thấy ngươi đi ra ngăn lại? Ngũ trưởng lão cau mày đe dọa, bớt nói nhảm đi, nếu không đừng trách ta tru sát ngươi. Ninh Ngư dùng linh lực giáng một đòn vào bụng hắn ta, rồi thả hắn xuống để không vướng tay đáp. Ngươi có thể thử. Hắn ta rơi bịch xuống đất bất tỉnh. Ngũ trưởng lão thấy Ninh Ngư không coi lời mình ra gì thì rất tức giận, bàn tay làm hình chữ thập tung một trưởng về phía Ninh Ngư quát: đáng chết! Ninh Ngư liền nhanh chóng tiếp chiêu. Sự va chạm giữa hai nguồn linh lực tạo nên một tiếng nổ vang dội, khí lực tỏa ra từ phía. Sau cùng Ngũ trưởng lão không chịu được áp lực từ sức mạnh của Ninh Ngư nên đã bị đẩy lùi ra sau. Ninh Ngư cười chế diễu mấy năm nay ngươi sống an nhàn sung sướng tu vi lại trở nên yếu đuối như thế sao ngũ trưởng lão bị khiêu khích thì vô cùng tức giận ông ta đang chéo tay vận khí lực tạo ra một thanh kiếm sáng loáng chĩa thẳng về phía ninh ngư rồi nói tiểu tạp chủng đừng đắc ý thân thể cường hoành thì đã sao xem lão phu dùng phi kiếm chém giết người tuy nhiên ngũ trưởng lão không thể ngờ đường bay của lưỡi kiếm đều đã được ninh ngư nhìn thấu anh dễ dàng bắt lấy thanh kiếm ngay khi nó chỉ cách mình một gang tay ngũ trưởng lão há hốc miệng kinh ngạc ông ta như không tin vào mắt mình, không thể nào, đây chính là phi kiếm ta ôn dưỡng mấy chục năm sao có thể như thế? Sau đó, ninh ngư chỉ dùng chút lực đã có thể bẻ gãy mũi kiếm rồi nói, không chịu nổi một kích, lưỡi kiếm bị phá đồng nghĩa với nội lực của ngũ trưởng lão sẽ bị đả thương. Ông ta đau đớn đưa tay lên ôm ngực, miệng ho ra một ngụm máu tươi. ninh ngư đưa tay lên phía trước nói với ông ta, đưa linh thạch thắng này cho ta. ngũ trưởng lão tuy đã thua trận nhưng vẫn cố chấp cắn răng đáp, đừng hòng. ninh ngư cau mày hỏi lại. Thế sao? Ngũ Trưởng lão kiên quyết trả lời, hiện tại toàn bộ Ninh gia đều lấy người được chọn làm tôn, chỉ có người được chọn mới có thể dẫn dắt Ninh gia chúng ta cường đại hơn. Cho dù đan điền của ngươi không bị phế, cũng không xứng tranh phong với người được chọn. Ninh Ngư nghe vậy bèn bước tới gần ông ta. Anh trực tiếp đấm thẳng vào mặt Ngũ Trưởng lão rồi ra lệnh, "Ta nói lại lần nữa, linh thạch đưa cho ta." Ngũ Trưởng lão lúc này đã không còn cố chấp, lão ta run run nói, "Không, không có, tu hành đường không có linh thạch." Ninh Ngư nghe vậy thì rất bất ngờ hỏi lại, tại sao? Ngũ trưởng lão lắp bắp trả lời, đều, đều đã cung cấp cho người được chọn rồi. Lông mày Ninh Ngư cho lại, trong lòng vô cùng cam phẫn, không nghĩ tới Ninh Càn Khôn lại có thể làm như vậy. Lúc này ngũ trưởng lão bỗng lên tiếng, hôm nay tiềm long đài mở, ngươi cần linh thạch có thể tới đó thử xem. Nghe đến đây mắt Ninh Ngư liền sáng lên, tiềm long đài, được rồi. Anh quay lưng bỏ lại ngũ trưởng lão ở phía sau rồi rời đi, dự định bây giờ sẽ đến tiềm long đài kiếm linh thạch một lúc sau đại trưởng lão ninh ra cùng một vài đệ tử đã đến tu hành đường và bắt gặp ngũ trưởng lão bị trọng thương những tên đệ tử vội đến đỡ ông ta dậy đại trưởng lão thấy cảnh này thì vô cùng tức giận tiểu xúc sinh ngươi đi 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 rồi ngươi hẳn phải chết cùng thời điểm này ninh ngư đang trên đường tới tiềm long đài vừa đi anh vừa suy nghĩ tiềm long đài là một tồn tại đặc biệt của hàn sơn thành cứ hai năm mở một lần trong lúc tiềm long đài mở ra Tu giả có thể đặt cược lên đài tỷ thí thi đấu, người thắng có thể nhận được tiền đặt cược của đối phương. Mà đồ đặt cược thiên kỳ bách quái, trong đó nhiều nhất chính là tu hành linh thạch, nhưng Tiềm Long Đài cũng có hai điều quy định cứng nhắc. Thứ nhất chính là tu giả tham gia không thể lớn hơn 25 tuổi, thứ hai chính là lúc tỷ thí người ngoài không thể nhúng tay. Đi thêm một đoạn thì đã tới Tiềm Long Đài, lúc Ninh Ngư đến nơi đây đang vô cùng náo nhiệt, các vị trong giang hồ đều đang chăm chú quan sát trận tỷ thí của hai cao thủ trên võ đài. Ninh Ngư chậm rãi đi tới vô tình thu hút sự chú ý của đám người kia. Một kẻ trong số họ liền chỉ thẳng tay vào anh chất vấn: Ninh Ngư, ngươi là đồ vô sỉ, còn dám đến nơi này? Những người kia thấy Ninh Ngư xuất hiện cũng thay nhau chửi mắng: Đồ phế vật mưu toan làm vấy bẩn tô tiểu thư, còn dám xuất hiện, là Ninh Ngư, hắn không phải bị phế đan điền rồi sao? Đến đây vì cái gì? Một tên khác cũng lên tiếng cười nhạo: Ha ha, đại khái là đợi ninh ra giết, không đợi nổi nên muốn tìm đường chết đi chứ gì? Khi đám đông còn đang ồn ào thì một nam nhân tóc bạc theo sau là ba người mặc lục phục bước tới nói. Để ta xem, tên rác rưởi đó ở đâu? Nam nhân đó là Tô Phong. Hắn nhìn Ninh Ngư rồi nhếch miệng cười. Ha ha, nghe nói ngươi bị Triều Vân Tông đuổi ra. Phế vật chính là phế vật. Còn vọng tưởng trèo lên Triều Vân Tông quật khởi. Không tự biết lượng sức mình. Ninh Ngư tất nhiên nhận ra tên này. Tô Phong, người này chính là đệ đệ của Tô Vũ. Tô Phong, lúc trước ở Tô ra chính phụ thân hắn phế đan điển của anh. Tên tô phong kia đi lướt qua ninh ngư, còn không quên ngoảnh đầu lại buông lời chế nhạo. Tiềm Long đài cũng là nơi ngươi có thể tới sao? Một con chó chết cũng không nên đi dạo khắp nơi. Cẩn thận ta đá chết người đấy. Những kẻ kia cũng hùa theo tô phong mà xua đuổi ninh ngư. Tô thiếu gia nói rất đúng, mau cút đi, đồ vô sỉ, đừng có làm vấy bẩn Tiềm Long đài. Đồ chó chết cút đi. Ninh ngư không hề quan tâm đến lời khó nghe của những kẻ kia mà hiên ngang bước lên lôi đài, vì mục đích anh đến đây là để kiếm linh thạch đứng giữa võ đài ninh ngư hô lớn ta cược mạng các ngươi tùy ý có người dám cược không đám đông liền bắt đầu cười cợt cũng đúng bị phế đan điền sống hay chết có gì khác nhau ha ha tên phế vật này thật sự không muốn sống nữa rồi sao thứ mất mặt xấu hổ thật đáng chết tô phong nghe vậy thì nhếch miệng cười nham hiểm ngươi đã muốn chết ta sẽ thành toàn cho ngươi bỗng lúc này một tên từ đám đông tiến bước ra vỗ ngực nói cần gì làm phiền tô thiếu ra ta tới giải quyết hắn rồi tên đó vẫn sức mạnh và nắm đấm lao thẳng về phía ninh ngư rác rưởi có thể chết trong tay ta nhưng hắn lời chưa nói hết cũng chưa chạm được vào ninh ngư thì đã nhận một cú đấm khiến miệng hộc máu chỉ với một đòn ninh ngư đã khiến hắn ngã văng ra đằng sau cả người đập xuống sàn võ đài ninh ngư dẫm một chân lên người tên kia rồi ghì xuống khiến hắn sợ hãi đến toàn thân run rẩy anh trầm giọng đe dọa muốn sống thì lấy linh thạch ra đổi tên kia sợ chết nên ngay lập tức giao nộp ta có linh thạch toàn bộ cho người rồi sau đó hắn ủ rũ rời khỏi võ đài ninh ngư không để tâm anh cất túi linh thạch vào trong áo rồi nhàn nhạt, nhạt nói tiếp một tên khác ngay lập tức xông lên đầy tự tin con mợ nó thứ kiêu ngạo để ta nhưng hắn cũng nhanh chóng bị đánh bại bởi một cước của ninh ngư ninh ngư đưa tay về phía hắn yêu cầu linh thạch đưa đây sau khi đã nhận được thứ mình cần ninh ngư háo hức nhìn về phía đám người kia nói tiếp đi nhưng đám người kia sau khi chứng kiến kết cục của hai kẻ vừa đấu với Ninh Ngư thì bắt đầu sợ hãi không dám lên tiếng hay có bất cứ động thái nào. Đám đông cứ như vậy im ắng một lúc. Tô Phong lúc này liền lên tiếng ra lệnh cho thuộc hạ. Thân thể mạnh thì sao? A Tam. Giết hắn đi. Tên A Tam kia liền chấp tay cúi người nghe lệnh. Đó. Kẻ tên A Tam theo lời của Tô Phong bước lên võ đài đối diện với Ninh Ngư. Hắn nhếch miệng cười. Thiếu ra muốn ngươi chết. Ngươi nhất định phải chết. Ninh Ngư không muốn nghe A Tam nhiều lời mà xông thẳng về phía hắn, nói nhảm nhiều quá đấy. Thấy Ninh Ngư lao đến động thủ, A Tam liền nhanh chóng nhảy lùi ra sau tránh được đòn của anh. Hắn trụng hai tay lại sử dụng pháp thuật, linh lực đang tụ lại phía sau lưng hắn tỏa ra hắc khí đen đặc. Hắn nhìn Ninh Ngư cười khẩy, thân thể cường hãn thì sao chứ, ở trước mặt pháp thuật cũng chỉ là rác rưởi. A Tam vừa dứt lời thì từ luồng ma pháp của hắn đã xuất hiện một cây đao lớn, cùng linh khí đen đặc mang theo sắc đỏ như máu tỏa ra từ phía Đám đông bên dưới lại được phen thảo luận. Đây là tam phẩm pháp thuật Huyết Nhẫn Đao. Đúng vậy. Nghe nói Huyết Nhẫn Đao này dùng linh lực tụ lại, có thể bổ cả thư thạch, không hổ là Tô gia, ngay cả hộ về cũng là tam phẩm pháp thuật. Ninh Ngư thấy vậy thì vội cảnh giác lùi ra sau, không nghĩ tới thị vệ của Tô Phong đã là tu vi luyện khí tầng 4, cơ thể ta chắc có thể chịu được tam phẩm pháp thuật thân thể của hắn. A à, Tam thấy Ninh Ngư về thế thủ thì nghĩ mình đã chiếm được ưu thế liền nhếch miệng cười độc ác hắn được đà xông tới theo sau huyết nhẫn đao tỏa ra sắc khí ngút trời lưỡi đao trực tiếp giáng xuống ninh ngư đem theo cảm giác áp đảo a tam cười lớn đầy đắc ý từ bỏ kháng cự rồi sao ha ha ta tiễn ngươi lên đường huyết nhẫn đao giáng xuống tạo nên một tiếng nổ vang dội dung chuyển cả lôi đài tô phong đứng phía dưới quan sát liền đinh ninh rằng tên phế vật này chắc là chết rồi a tam nhìn đám khói bụi nghi ngút do vụ nổ mình gây ra thì vẻ mặt hắn vô cùng đắc thắng nhưng trái với tưởng tượng của a tam khi làn khói trắng kia tan dần, Ninh Ngư bất ngờ xông ra lao thẳng về phía hắn tấn công khiến hắn kinh ngạc đến không tin vào mắt mình, không thể nào, sao người chưa chết? Nhưng khi A Tam còn chưa kịp hiểu chuyện gì Ninh Ngư đã xuất hiện ngay trước mắt hắn, giáng cho hắn một cú đấm đầy uy lực. A Tam bị đánh đến máu mũi phụt ra thành dòng, cả người văng lên khâu chung. Ngay lúc này, Ninh Ngư nhảy vụt về phía A Tam, anh giáng một cước thật mạnh vào bụng hắn, rồi dùng lực gị hắn từ trên khâu trung rơi thẳng xuống mặt đất. Trận đấu kết thúc. A Tam đã bất tỉnh hoàn toàn dưới chân của Ninh Ngư. Hai hộ vệ còn lại của Tô Phong thấy A Tam bị đánh bại thì vô cùng tức giận, dám động đến huynh đệ ta, muốn chết sao. Nhưng họ chưa kịp xông lên võ đài đã bị một lão nhân ngăn lại, làm càn, coi tiềm long đài quy định là vô hình sao. Nếu ai dám vi phạm quy định của tiềm long đài, chu sát ngay tại chỗ. Lúc này Ninh Ngư trên võ đài lên tiếng, theo quy tắc, Tô Phong, lấy linh thạch đổi một mạng cho hộ vệ của ngươi. Tô Phong không có ý định đổi chác, hắn lạnh lùng đáp nếu đã chỉ còn hơi tàn thì sống cũng là lãng phí hai hộ vệ kia nghe vậy liền quỳ dạp xuống đất cầu xin tô phong thiếu ra xin hãy cứu a tam một mạng tô phong chừng mắt quát tô gia ta sẽ không cứu phế nhân hiểu chưa ni ngư nhìn a tam có chút khó xử nói xem ra chủ nhân của ngươi không muốn cứu ngươi rồi nhưng ta không muốn giết người ni ngư nhìn về hướng hai hộ vệ kia nói với bọn họ linh thạch trên người hai người các ngươi cho ta ta tha cho hắn một mạng Hai hộ vệ kia nghe được thì vô cùng mừng rỡ. Họ vội đưa hết số linh thạch mình có cho Ninh Ngư. Sau đó hai hộ vệ kia nhanh chóng đưa A Tam rời đi. Ninh Ngư quay qua hỏi đám người kia, còn ai muốn đặt cược không? Mấy tên kia khi nãy còn mạnh miệng chửi bới nay lại im như tờ, chúng biết bản thân không phải đối thủ của Ninh Ngư nên vô cùng ái ngại không dám lên võ đài. Ninh Ngư thấy vậy thì quay lưng rời đi, nếu không có ai, vậy ta đi đây. Lúc này Tô Phong liền bước tới ngăn anh lại, "Từ đã" hắn chỉ tay về phía ninh ngư nghiến răng nói đồ chó bản thiếu gia nói muốn đánh chết người ninh ngư khoanh tay nhìn sang hướng khác nhàn nhạt, nhạt đáp dựa theo quy định của tiềm long đài ta có thể từ chối tô long nghe vậy liền khiêu khích ngươi vừa rồi không phải rất kiêu ngạo sao bây giờ sợ rồi hả ninh ngư đáp ta mệt rồi không muốn đánh nữa tô phong nghe vậy thì vô cùng tức tối hắn trực tiếp cởi áo choàng vứt sang một bên rồi chỉ tay vào ninh ngư quát lớn không phải ngươi cược mạng sao ta cũng cực mạng với ngươi." Ninh Ngư nghe vậy liền cười thầm, "Ta đợi mỗi câu này của ngươi." Hộ vệ của Tô Phong chứng kiến trận đấu vừa rồi của Ninh Ngư lại nghe hắn mạnh miệng như vậy bèn lên tiếng khuyên can, "Thiếu gia, xin hãy nghĩ lại." Lòng tự ái dâng lên, Tô Phong quay sang quát lớn, "Câm mồm. Các ngươi đang nghi ngờ bổn thiếu gia không giết được con chó này sao?" Hắn vỗ ngực đầy tự tin nói với Ninh Ngư, "Ninh Ngư, ta hiện tại tu vi đã đạt tới luyện khí tầng 5, cho dù trước khi ngươi bị phế cũng đã không có khả năng thắng ta." chớ nói chi là hiện tại. Ninh Ngư cười khẩy, vậy để thử xem nào. Sau đó anh vận linh lực vào nắm đấm xé gió lao về phía Tô Phong. Tô Phong nhếch miệng coi thường, không biết tự lượng sức mình, thật sự cho rằng ta là tên A Tam vô dụng kia sao? Hắn ngay lập tức thi triển sức mạnh, linh lực của hắn tỏa ra tứ phía đem theo hàn khí vô cùng lạnh lẽo. giữa những làn khói trắng xuất hiện những phiến băng được ngưng kết. Những người ở dưới võ đài thấy vậy không khỏi thốt lên, là pháp thuật của tứ phẩm hàn băng quyết của Tô gia. Tứ phẩm pháp thuật ở toàn bộ Hàn Sơn thành chắc chắn đều là tồn tại hàng đầu. Nhiệt độ trên lôi đài đã thấp đi rất nhiều khiến Ninh Ngư phải thở ra khói trắng. Anh nhanh chóng lùi lại để tránh những phiến băng đang tỏa ra từ phía. Một góc áo của Ninh Ngư vô tình chạm vào phiến băng nhỏ liền bị đông cứng thành băng rồi vỡ vụn. Ninh Ngư đã bắt đầu trở nên cảnh giác, di chuyển cũng vô cùng thận trọng. Trong lòng thầm nghĩ, không hổ là tứ phẩm pháp thuật. Chưa dừng lại ở đó, Tô Phong lúc này đã vận linh lực tạo ra những phi kiếm bằng băng được bao xung quanh bởi khí lực lạnh lẽo. Những phi kiếm đó đang chĩa thẳng về phía Ninh Ngư. Hắn bây giờ vô cùng đắc ý. Sợ à, ngươi có thể chết đi. Vừa dứt lời những phi kiếm kia ngay lập tức bay về phía Ninh Ngư với tốc độ đáng sợ. Anh vội vàng nghiêng người né được. Tuy nhiên, những thanh kiếm này chưa tiêu diệt được Ninh Ngư liền chuyển hướng lần nữa nhắm thẳng về phía anh mà bay tới. Anh phát giác ra nguy hiểm phía sau liền bực dọc nghĩ. Tới nữa sao? Ninh Ngư quyết định sẽ trực tiếp đánh tan những lưỡi kiếm phiền phức kia. Anh nhảy lên không trung xoay người vung một nắm đấm về phía chúng. Ăn một quyền của ta đi. Nhưng trái với dự tính của Ninh Ngư, lưỡi kiếm băng kia cứng đến mức sức mạnh thể lực cường đại của anh cũng không thể đâm vỡ. Hơn nữa lưỡi kiếm kia còn tỏa ra hàn khí lạnh thấu xương khiến Ninh Ngư run rẩy thốt lên. Lạnh quá. Ninh Ngư đáp xuống mặt đất. Những phi kiếm băng liền ngay lập tức bám theo vây quanh anh. Biết không còn cách nào khác anh liền quyết định. Không thể thoát khỏi xem ra phải dùng hết toàn lực một kích rồi. Thấy Ninh Ngư không còn đường lui, Tô Phong hét lên, chết đi, những băng kiếm liền phi thẳng về phía anh. Ninh Ngư hét lớn, liều mạng nào, rồi dồn hết toàn lực liên tiếp giáng những cú đấm hòng cản phá đợt tấn công của kiếm băng. Và Ninh Ngư thành công, những phi kiếm băng bị đánh gãy vụn rơi xuống đất. Tuy nhiên cách này có phần quá sức với cơ thể hiện tại nên nội lực của anh đã bị tổn thương. Tên Tô Phong bên này cũng bị phản phệ, miệng học ra một ngụm máu tươi. Ninh Ngư chớp thời cơ lao về phía hắn tấn công. Chính là lúc này. Tiếng thét đau đớn của Tô Phong vang lên khiến đám người đứng phía dưới quan sát đều sợ hãi há hốc miệng. Thấy hắn đã bị đánh bại nằm gục trên lôi đài, đám đông lại bắt đầu bàn tán xôn xao. Tô Phong thất bại rồi sao? Đây chính là Tô Phong của Tô ra đấy. Tu vi luyện khí tầng 5, pháp thuật tứ phẩm, cứ như vậy mà bại sao? Cái tên phế vật này thật sự mạnh đến vậy sao? Hai hộ vệ thấy Tô Phong bị đánh trọng thương thì đứng ngồi không yên họ không trần trừ xông về phía lôi đài hét lớn đừng đả thương thiếu gia nhà ta nhưng lão nhân vừa tới đã trưởng hai người họ ngã văng ra sau để ngăn cản ông ta chắp tay ra sau tức giận nói coi lão phu không tồn tại nữa hả về phía lôi đài tô phong đang cố gắng gượng dậy sau đòn tấn công của ninh ngư anh vừa đưa tay lau đi vệt máu trên miệng vừa nói ngươi thua cho nên mạng của ngươi ta muốn tô phong đến lúc này vẫn còn mạnh miệng ngươi là cái thá gì ngươi dám giết ta phụ thân ta sẽ không tha cho người. Ninh Ngư nghe vậy liền trực tiếp giẫm gãy chân Tô Phong. Anh nghiến răng nói, vậy ta ngược lại muốn xem thử. Tô Phong chịu một trận đau đớn liền ngay lập tức sợ hãi, cắn răng khóc lóc cầu xin, đừng giết ta, làm ơn đừng giết ta. Ninh Ngư đưa mắt nhìn xuống Tô Phong hèn hạ bám lấy chân mình xin tha, bộ dáng vô cùng thảm hại thì anh chỉ lạnh lùng đáp, trên tiềm long đài, chỉ nói một lời. Tô Phong nghe vậy liền từ trong vạt áo lấy ra một quyển công pháp để trao đổi. Hắn run run nói, Ta có thứ này, ta có thể đem tứ phẩm Hàn Băng Quyết cho ngươi, cầu xin ngươi thả ta ra." Ninh Ngư nghe đến đây thì khựng lại, tứ phẩm Hàn Băng Quyết, anh bắt đầu cân nhắc. Hiện tại bộ kim thân quyết mà ta đang tu luyện chỉ tập trung vào việc rèn luyện thể xác, còn về mặt pháp thuật ta vẫn chưa có công pháp nào phù hợp, lúc trước tu hành Ninh ra công pháp cũng chỉ có tam phẩm, không bằng Hàn Băng Quyết trước mắt. Sau khi xem xét kỹ càng, Ninh Ngư cầm lấy cuốn Hàn Băng Quyết rồi nói, "Được, ta tha ngươi một mạng." nhưng chưa để Tô Phong kịp vui mừng, Ninh Ngư dùng linh lực giáng một đòn thật mạnh vào bụng Tô Phong. Hắn đau đớn quỳ dạp xuống đất, Ninh Ngư nhìn hắn bằng ánh mắt chán ghét nói: "Tha cho ngươi một mạng cũng được, nhưng cũng phải phế đan điền của ngươi." Khi anh quay người rời khỏi Tiềm Long Đài, lão nhân lúc nãy vẫn đang âm thầm nhìn theo bóng lưng anh để đánh giá. Lúc sau lão nhân đó đã đi tới một biệt viện. Ông ta đến một căn phòng trong biệt viện, nhìn vào tấm rèm tranh đang in bóng một người thiếu nữ phía sau rồi chắp tay cung kính nói: "Tiểu thư, cô nghĩ sao thiếu nữ kia mỉm cười thân thể rất mạnh nhưng không có đan điền trung quy không cách nào đi lên vị trí cao hơn lão nhân bèn vuốt dâu nói với thực lực của chúng ta giúp hắn trọng tố đan điền cũng không phải việc khó vị tiểu thư kia chính là liễu khuynh thành dung mạo kiều diễm giống như tên cô dặn dò lão nhân hãy quan sát thêm chút nữa người của tông môn khác đều tới rồi hàn sơn thành bé nhỏ này náo nhiệt thật đấy cùng lúc này tại tô gia Gia chủ Tô Minh cùng thuộc hạ đang ở trong phòng của Tô Phong. Hắn lúc này toàn thân đều bị băng bó đang đau đớn nằm trên giường không thể cử động. Gia chủ Tô Minh đập mạnh tay xuống bàn, ông ta tức tối nghiến răng, đường đường là con trai Tô gia chủ lại bị người phế đi đan điền. Đây quả thực là đang trắng trợn đánh vào mặt Tô gia, sớm biết như thế, lúc trước nên giết tên phế vật kia luôn. Tô Phong nằm trên giường hai mắt rưng rưng nói với gia chủ Tô Minh, "Phụ thân, phải giúp con báo thù." Gia chủ Tô Minh chỉ thẳng vào mặt hắn mắng, ngươi là nghịch tử lại đem hàn băng quyết của tô gia ta giao cho tên phế vật kia còn có mặt mũi để sống hả tỷ tỷ ngươi đang trong thời kỳ quan trọng đã bế quan tu luyện ngươi lại gây chuyện không may cho ta vào lúc này thứ mất mặt xấu hổ thuộc hạ của gia chủ tô minh lúc này liền lên tiếng gia chủ không cần tức giận phế vật đan điền kia bị phế cho dù lấy được hàn băng quyết cũng không cách nào tu hành ta đây liền đi một chuyến chén giết phế vật kia lấy về là được ông ta nghe vậy thì cơn tức giận đã dịu đi một chút cũng được có ngươi ra tay ta tự nhiên thấy yên tâm tên phế vật kia không đáng nhắc tới vẫn phải chú ý người được chọn của ninh gia hắn có uy hiếp lớn với tô gia ta tên kia đáp đã rõ cùng lúc này tại hắc vân sơn mạch nơi đây có cảnh quan thơ mộng hùng vĩ cùng với cánh rừng nguyên sinh và những dãy núi trùng trùng điệp điệp là nơi cư trú của nhiều loài yêu thú vô cùng đa dạng ninh ngư đang tiến đến gần một hang động trước khi bước vào anh không quên quay đầu quan sát một lượt để đảm bảo không bị ai theo dõi vừa tiến vào trong động Ninh Ngư vừa nghĩ, Tô gia bị mất Hàn Băng Quyết nhất định sẽ không cam chịu bỏ qua, bây giờ trước tiên phải trốn trong Hắc Vân Sơn, học được Hàn Băng Quyết đã. Ninh Ngư dốc ra số linh thạch vừa kiếm được ở Tiềm Long Đài, anh nhìn đống linh thạch ít ỏi thì chán nản thở dài. Khoảng cách đến mục tiêu 3000 vẫn còn xa, kim thân quyết tuy mạnh mẽ nhưng tu luyện quả thật tốn linh thạch. Dù vậy nhưng Ninh Ngư vẫn nắm lấy linh thạch mỉm cười tự nói với mình, chi bằng cứ hấp thụ những linh thạch này trước, nâng cao cảnh giới đã rồi tính sau giờ ở ngoài mặt ta vẫn là tên phế vật bị hủy đan điền, dựa vào thân thể mạnh mẽ mà chiến đấu. Nhưng trên thực tế, ta đã khôi phục cảnh giới luyện khí tầng 3, đây chính là át chủ bài ta ẩn giấu. Nghĩ đến đây Ninh Ngư liền bắt đầu tu luyện, linh khí bao quanh anh tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Ba canh giờ sau, Ninh Ngư thở phù một hơi. Đã qua ba canh giờ rồi, Tu Vi cũng hồi phục tới luyện khí tầng 5 rồi, tốt lắm, tiếp theo bắt đầu học hàn băng quyết thôi. Ninh Ngư mở cuốn Hàn băng quyết ra đọc mà không khỏi cảm thán, không hổ là tứ phẩm công pháp, quả nhiên ảo diệu vô cùng. Anh đọc sách đồng thời trực tiếp thực hành theo, băng khí đã bắt đầu tụ về xung quanh anh. Ninh Ngư hô lớn, Hàn băng kiếm, băng khí khi nãy ngay lập tức ngưng thành những phiến băng bắn ra từ phía. Ninh Ngư gấp cuốn sách lại, anh đưa tay lên cầm vui vẻ nghĩ, mặc dù mới chỉ tu luyện tầng đầu của Hàn băng quyết, nhưng vẫn chưa đạt tới uy lực thi triển của Tô Phong, nhưng nếu đối phương không hề đề phòng ra tay đánh lén, vẫn có thể có được chút hiệu quả. Ninh Ngư cất cuốn công pháp đi rồi nói, đến lúc đi trại chăn nuôi thần ma xem thế nào rồi. Ngay sau đó tại trại chăn nuôi thần ma, Ninh Ngư đứng trên mỏm đã đối diện với kim long to lớn lúc trước. Anh đưa tay vận linh khí rồi nói với nó, lại đến thử luyện hóa ngươi xem sao. Nguồn linh khí to lớn của Ninh Ngư bao quanh kim long, khí lực tỏa ra khắp nơi. Kim long gầm lên một tiếng đinh tai nhức óc. Áp lực từ sự chống cự của nó khiến nội lực của Ninh Ngư bị thương, miệng đã bắt đầu dỉ máu ninh ngư không bỏ cuộc quát lớn ta không thể phí công đi tới đây một chuyến được ít nhất phải nôn ra một thứ gì đó cho ta kim long kia có lẽ hiểu ý từ miệng nó một viên đan phát sáng lấp lánh chui ra viên đan đó từ từ bay về phía ninh ngư rồi hạ xuống bàn tay anh ninh ngư cầm viên đan trong tay tò mò hỏi đây là thứ gì thế anh dùng chút linh lực của mình cho vào viên đan kia viên đan bất ngờ tỏa sáng lấp lánh khiến ninh ngư trói mắt rồi nó trực tiếp bay tới tự hấp thụ vào cơ thể anh. Khi viên đan tiến vào cơ thể Ninh Ngư đã đem theo hàn khí khiến anh run rẩy khụy xuống. Lạnh quá. Khuôn mặt dần đóng băng. Anh tức giận nhìn Kim Long. Khốn khiếp. Bị lừa rồi. Ninh Ngư nhanh chóng vận linh khí lưu chuyển khắp toàn thân để làm giảm đi hàn khí của viên đan kia. Bỗng giữa hai tay anh xuất hiện một vầng sáng vàng kim. Ninh Ngư vô cùng kinh ngạc. Đây là. Tuy nhiên chưa kịp nói hết thì toàn thân đều bị đóng băng hai canh giờ sau lớp băng đang dần vỡ ra ninh ngư đã phá băng thành công anh nhìn vầng hào quang sáng dọi trên tay thì cười lớn ha 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 đồ tốt đấy không ngờ rằng thứ này dung hợp với đan điền của ta lại có thể nhanh chóng hòa làm một với linh lực như thế bây giờ trong linh lực của ta đã có thêm hàn khí một khi thi triển hàn băng quyết uy lực sẽ được gia tăng gấp bội ninh ngư quay lại nhìn kim long đầy biết ơn mặc dù chúng ta không đội trời chung nhưng vẫn là nên cảm ơn người kim long kia hiểu ý yên lặng nhìn về phía anh ra khỏi trại chăn nuôi thần ma ninh ngư quyết định rời khỏi hang động bỗng một âm thanh vang lên khiến anh cảnh giác âm thanh gì vậy ngay lúc này một con mãng xà khổng lồ đang trườn tới may mắn ninh ngư đã kịp nấp sau cửa hàng đến khi nó bỏ đi anh mới yên tâm ra ngoài thầm nghĩ không ngờ lại có một con yêu thú ở đây yêu thú khổng lồ như thế sợ là đủ khả năng để đánh lại tu giả luyện khí tầng sáu bỗng từ trên trời có hai tu sĩ một nam một nữ ngự kiếm bay tới. Tên nam tử kia đã phát hiện ra sự xuất hiện của Ninh Ngư, anh nhìn thấy họ lông mày liền cho lại, là đệ tử Triều Vân Tông. Đôi nam nữ kia đáp xuống chỗ Ninh Ngư đang đứng, tên nam đệ tử Triều Vân Tông nói, đang diền không hề dao động, hóa ra chỉ là một kẻ thôn dã. Ninh Ngư liền chắp tay về phía trước cười hòa nhã, bái kiến hai vị tiên nhân, vì trong lòng anh đã biết, hai người này đều là luyện khí tầng 8, ta suy cho cùng vẫn có khúc mắc với Triều Vân Tông, tạm thời không nên trêu trọng. Nam tử kia khoanh tay trước ngực nhàn nhạt, nhạt, hỏi, có thấy qua một con mãng xà đi ngang qua không? Ninh Ngư liền quay lưng chỉ tay về phía sau nói, nó đi hướng bên kia rồi. Hắn cao mày nói với nữ tử bên cạnh, sư muội, thứ xúc sinh đấy vào trong núi rồi, chúng ta khó có thể bắt được nó. À kia vuốt tóc tỏ ra tiếc núi, nhưng máu thịt hỗn kim mãng chính là nguyên liệu luyện đan dược vô cùng tốt bắt được nó đủ để luyện chế mười mấy viên đan dược nhị phẩm, khiến cho tương lai trúc cơ kỳ của muội có phải dễ dàng hơn không? Tên đệ tử Triều Vân Tông nghe vậy vẻ mặt có phần ái ngại, nhưng sâu trong đại hắc sơn, nguy hiểm vô cùng, nữ nhân kia bèn ôm lấy cánh tay hắn năn nỉ, "Sư huynh, người ta muốn hỗn kim mãng mà." Nam tử kia mềm lòng liền lấy ra một mảnh vải nói, "Được rồi, để sư huynh vào núi bắt nó. Dù sao lúc trước giao đấu với nó một hồi, chúng ta đã lấy được một mảnh vải của nó, vì vậy việc tìm kiếm sẽ rất dễ dàng ninh ngư không muốn ở đây lâu bèn nói với đôi nam nữ hai vị tiên nhân nếu không có chuyện gì ta xin đi trước nam tử kia liền xua tay cút đi nhưng khi ninh ngư quay lưng định rời đi thì nữ đệ tử triều vân tông đã lên tiếng ngăn lại từ đã à ta nhìn ninh ngư với ánh mắt đầy toan tính tên nhà quê này có thể vào núi đốn củi chắc hẳn biết rõ đường trong núi không bằng để hắn dẫn chúng ta vào núi đi nam tử kia liền hỏi nhưng cũng chỉ là người thường mà thôi. Hắn sao có thể vào được sâu trong núi được? Ninh Ngư nghe vậy vội gật đầu đồng tình. Nữ tử bèn nói thầm vào tai hắn. Sư huynh, đợi tới khi tiến vào sâu trong núi, chúng ta dùng hắn làm mồi nhử hỗn kim mãng ra. Như thế không phải dễ dàng bắt được nó hơn sao? Nam tử nghe vậy liền giơ ngón cái khen ngợi. Hóa ra là thế. Sư muội quả nhiên thông tuệ. Rồi hắn chỉ tay về phía Ninh Ngư ra lệnh. Tiểu tử đưa bọn ta vào sâu trong núi ta sẽ đảm bảo cho ngươi trở thành tạp vụ đệ tử của triều vân tông ninh ngư đưa tay lên xoa đầu cười trừ hai vị tiên nhân tiểu nhân cho tới bây giờ đều chỉ ở bên ngoài này đốn củi thôi chưa bao giờ đi vào nam tử kia trên đầu đầy hắc tuyến tay tạo ra một khối hỏa khí đe dọa sao ngươi không muốn à tính làm trái mệnh lệnh của ta kết cục cũng không tốt lắm đâu ni ngư trong lòng thầm chửi hai người này tu vi cao hơn ta rất nhiều hiện tại chỉ có đi một bước nhìn một bước mẹ nó Đôi cầu nam nữ này chờ đấy cho ta, nhưng ngoài mặt anh vẫn tươi cười thuận theo. Tiểu nhân nghe hai vị tiên nhân nói. Một lúc sau Ninh Ngư đi phía trước dẫn đường, đôi cầu nam nữ kia đi theo sau dính lấy nhau như sam. Quan sát con đường một lúc, Ninh Ngư phát hiện ra điều bất thường, không đúng lắm. Theo lý mà nói sâu trong Hắc Vân Sơn vốn là nơi yêu thú tụ tập, nhưng một đường đi tới lại không bị bất kỳ yêu thú nào tập kích. Nam đệ tử Triều Vân Tông bỗng lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, dừng lại. Hắn móc pháp bảo ra, là một la bàn có màu vàng kim. Rồi hắn đặt mảnh vẩy của mãng xà lên la bàn nói. Để ta dùng la bàn dò xét vị trí của kim mãng. Lúc này từ la bàn xuất hiện một luồng sáng bao quanh lấy mảnh vảy kia. Nam tử kia giơ la bàn lên cao. Chiếc la bàn ngay lập tức bắn ra một luồng sáng truy tung đến chỗ của hỗn kim mãng. Hắn liền nhanh chóng chạy theo không quên quay đầu lại thúc giục. Mau lên, kim mãng đang ở gần đây. Cả ba nhanh chóng chạy theo luồng sáng kia. Đến một mỏm đá và phía trước là bãi đất trống được cây cối rậm rạp bao quanh, Nam đệ tử Triều Vân Tông nói, tới rồi, ngay đây. Nữ tử quay sang nói với Ninh Ngư, hỗn kim mãng này rất thông minh, nhất định phải có người dẫn nó ra, nhiệm vụ này giao cho người. Anh nghe vậy vội từ chối, xin hai vị tiên nhân tha mạng cho tiểu nhân. Trong lòng anh thầm chửi, thì ra là muốn ta làm mồi nhử, đồ khốn khiếp. Nữ tử kia cậy bản thân có tu vi cao hơn nhất miệng cười nhìn Ninh Ngư, ngươi có tư cách nói điều kiện với ta sao? Tên nam tử bèn tiến lại tiếp lời, ha, có thể làm mùi nhử đó là phúc phận của ngươi. Khi tay của hắn gần chạm đến Ninh Ngư liền ngẩng đầu, ánh mắt trở nên sắc bén. Chính là lúc này. Anh chớp thời cơ đánh một đòn thật mạnh vào bụng nam đệ tử Triều Vân Tông khiến hắn không kịp tránh. Tên nam tử đó bị đánh lùi ra sau cả mét. Hắn vô cùng cay cú nhìn Ninh Ngư. Anh thầm nghĩ, không hổ là luyện khí tầng 8. Vừa rồi một quyền kia nếu là tu giả luyện khí tầng 7, không chết cũng phải mất đi sức chiến đấu nữ tử kia thấy sư huynh bị đánh thì điều khiển lưỡi kiếm phi về phía ninh ngư đồng thời quát lớn muốn chết hả nam đệ tử triều vân tông cũng phi kiếm về phía anh tiểu tặc vô sỉ dám đánh lén ta đi chết đi ninh ngư nhìn xong kiếm đang bay tới liền vào thế thủ anh tung những cú đấm liên tiếp về phía chúng hai luồng sức mạnh va chạm khiến ninh ngư phải lùi ra sau để tránh bị ảnh hưởng anh nhảy lên một cành cây miệng cảm thán pháp bảo mạnh thật đấy nam tử kia nhếch miệng cười rồi ném chiếc la bàn về phía anh muốn chạy sao? Chiếc la bàn bay tới chỗ Ninh Ngư tỏa ra ánh sáng vàng chói mắt, giọng nam tử kia vang lên đầy đắc ý, ta có pháp bảo ở đây, ngươi chạy được sao? Thứ ánh sáng kia khiến Ninh Ngư mất hết sức lực, đây rốt cuộc là pháp bảo gì? Bị nó trói buộc rồi, căn bản không thoát được. Thấy anh đã gục xuống, tên đệ tử Triều Vân Tông chậm rãi đi tới nói, "Tiểu Tặc, dấu tốt thật đấy, lại dám khiến ta bị thương sao?" Nữ tử kia lên tiếng, "Sư huynh, tên tặc nhân này quả thực đáng hận, nhất định phải chặt hắn ra làm ngàn khúc. Nam đệ tử Triều Vân Tông liền nói, giết hắn ta như vậy thì có hơi dễ dãi quá rồi không? Sư muội, muội đi bày trận. Ta sẽ dụ con kim xà này ra ngoài, ta muốn tên tiểu tặc kia trở thành thức ăn cho con quái vật này. Nữ tử nghe vậy nhếch miệng cười, ý của sư huynh hay lắm. Ngay sau đó tên nam tử đã dùng la bàn tiếp tục chiếu thứ ánh sáng vàng kim đó lên người Ninh Ngư khiến anh gần như không còn sức lực để di chuyển. Ninh Ngư bực tức nghĩ, toàn lực kháng cự, ta không tin sẽ bị vây khốn chết ở đây được. Bỗng một suy nghĩ nảy lên trong đầu anh, có cơ hội. La bàn này quả nhiên là pháp bảo cường đại, nhưng có lẽ là bởi vì Tu Vi Chu Thần cũng không tính là quá cao, cho nên cũng không có kích phát ra toàn bộ uy lực của La bàn. Nữ đệ tử Triều Vân Tông kia đứng dậy nói: "Sư huynh, trận bố xong rồi." Chu Thần nghe vậy liền bắn ra tia linh lực vào đám khói trắng đằng xa rồi cười nói: "Ta đi dẫn kìm mãng ra." đám khói trắng tan ra thân hình to lớn của hỗn kim mãng dần hiện rõ nó từ trong đám khói trườn ra mang theo cảm giác áp đảo cho người khác đôi nam nữ đệ tử triều vân tông khi này đã nấp sau một thân cây gần đó để quan sát chu thần nhếch miệng cười tiểu tặc chờ chết đi ha ha hỗn kim mãng đang chậm rãi bò về phía trận pháp giam giữ ninh ngư ninh ngư lúc này đang gắng sức để thoát ra toàn thân anh run rẩy trong đầu liên tục nhắc nhở bản thân nhanh hơn nữa thiếu chút nữa là có thể thoát ra khỏi trói buộc rồi. Kim Mãng lúc này đã kề sát anh, nó há miệng định ngoạm lấy Ninh Ngư thì anh đã tận dụng thời cơ này để thoát ra. Ninh Ngư đã mượn sức mạnh của hỗn Kim Mãng để phá trận pháp của nữ đệ tử Triều Vân Tông. Ngay khi pháp bảo của Chu Thần bị bật ra, anh liền nhanh chóng nhảy lùi ra sau tránh được nanh vuốt của hỗn Kim Mãng. Chu Thần thấy vậy thì vội vã hét lớn, mẹ nó, mau thúc đẩy trận pháp, tiểu tử kia muốn chạy. Ninh Ngư nhếch miệng cười, muốn giết ta thì cũng chỉ là cá chết lưới rách mà thôi nói rồi anh chạy về phía đôi nam nữ kia đằng sau là con hỗn kim mãng đang điên cuồng đuổi theo hai người kia thấy ninh ngư chạy về phía mình thì vô cùng bất ngờ cái gì hỗn kim mãng đuổi đến nhìn thấy họ thì mắt nó lóe lên ánh sáng đỏ chết chóc nó đã dừng đuổi theo ninh ngư mà đổi mục tiêu sang đôi nam nữ đệ tử triều vân tông kia khi này hai người đó mới hiểu ra ý đồ của ninh ngư chu thần tức tối luôn miệng chửi bới tiểu tặc tên ti tiện đáng giận còn Ninh Ngư đã nhanh chân rẽ sang hướng khác vô cùng đắc ý nói với hai người kia. Các ngươi cứ từ từ chơi. Hỗn kim mãng mạnh mẽ quẫy đuôi. Hàng cây đằng sau đều bị nó quật đổ. Đôi nam nữ đệ tử Triều Vân Tông kia đã kịp thời cưỡi phi kiếm bay lên. Chu thần nói với sư muội Trước mặt kệ tiểu tặc kia. Hàng phục xúc sinh này rồi nói sau. Rút lời hắn lấy ra pháp bảo rồi ném về phía hỗn kim mãng. Chiếc la bàn bay đến chỗ con kim mãng rồi dọi ánh sáng vàng vào người nó khiến nó không thể cử động toàn thân đau đớn run rẩy. Nữ tử kia nhanh chóng phóng một cây châm về phía nó. Cây châm đâm thẳng vào thân con hỗn kim mãng khiến nó gầm lên đau đớn. Chu thần đắc ý cười, "Ha ha, sư muội mau thu xúc sinh này lại." Nữ đệ tử Triều Vân Tông liền lấy ra một túi vải màu đỏ. Rồi cô ta thả chiếc túi vải về phía hỗn kim mãng. Chiếc túi mở ra từ bên trong những sợi dây tỏa ra buộc chặt lấy nó. Nữ tử kia hô lớn, thu, ngay lập tức hỗn kim mãng bị thu nhỏ lại rồi từ từ bị hút vào bên trong chiếc túi kia. Sau khi hỗn kim mãng đã nằm trọn trong túi vải, nó liền bay trở lại vào tay của nữ đệ tử Triều Vân Tông. Chu thần vui vẻ nói, chúc mừng sư muội, hỗn kim mãng này thuộc về muội rồi. Nữ tử kia liền đáp, nhờ có sư huynh hỗ trợ, sư muội nhất định sẽ cảm tạ huynh thật tốt. Bỗng ninh ngư từ đâu bất ngờ xuất hiện rồi trưởng một nhát sau lưng à. Nữ tử kia bị đánh lén thì mất đà ngã xuống khỏi phi kiếm, túi vải cũng rơi khỏi tay. Chu thần thấy vậy thì hét lên. Sư muội. Hắn ta tức đến xa sầm mặt mày gần giọng Tiểu tặc chết tiệt. Chu thần vội vàng ngự kiếm bay xuống để đỡ lấy nữ tử kia. Hắn bồng nữ tử trên tay mà lo lắng gọi. Sư muội không sao chứ. Lúc này Ninh Ngư vẫn tiếp tục tấn công. Chu thần vô cùng phẫn nộ. Quay sang nhìn Ninh Ngư với ánh mắt lóe lên tia giận dữ. Tiểu tặc. Ngươi đây là muốn ép ta sao? Hắn đặt sư muội xuống đất rồi lấy ra pháp bảo. Ninh Ngư lúc này đã tiến tới đấm một trưởng mang theo linh khí rồi rào. Nhưng pháp bảo của Chu Thần đã tạo thành một rào chắn chặn lại cú đánh của anh. Hắn nhếch miệng cười khiêu khích. Có tinh vân bản hộ thân. Ta xem ngươi làm thế nào để gây thương tổn cho ta. Mặc kệ lời của Chu Thần Ninh Ngư vẫn liên tục đấm vào rào chắn kia. Mỗi cú đấm đều mang sức lực vô cùng lớn nhưng đều không có tác dụng. Chu Thần đứng sau rào càng được đà khinh thường. Vô dụng thôi. Ngươi có thể đi chết đi được rồi đấy vừa nói hắn vừa bày ra nam minh kiếm trận lập tức biến hóa ra bảy thanh phi kiếm xuất hiện phía trên ninh ngư sau đó nó xé gió bay về phía ninh ngư anh vội quay người chạy đi nhanh quá ninh ngư nhanh chóng bị những thanh kiếm kia bao vây và liên tiếp chém vào người anh phải khó khăn lắm anh mới thoát khỏi kiếm trận của chu thần may mắn có thể lực cường đại nên cơ thể anh không bị xây sức sau những nhát chém kia tuy nhiên nội lực có phần bị tổn hại khiến ninh ngư ho ra một ngụm máu mạnh thật đấy Kim thân quyết rèn đúc thân thể, cũng suýt nữa không chịu nổi phi kiếm của đối phương. Tất nhiên không để cho Ninh Ngư có cơ hội nghỉ ngơi, những phi kiếm kia theo lệnh chủ nhân tiếp tục bay tới tấn công, Chu Thần cười khẩy, có chút bản lĩnh, xem ngươi còn có thể chống đỡ được mấy nhát. Ninh Ngư thầm nghĩ, phải phá hộ thân của hắn, liều một phen thôi. Rồi anh xoay người xông về phía Chu Thần, hắn nhếch miệng xem thường, dãy dụ trước khi chết mà thôi. Ninh Ngư dồn toàn bộ sức lực đấm vào rào chắn do tinh vân Bản tạo ra, phát hiện trên rào chắn xuất hiện vết nứt. Ninh Ngư mừng rỡ nghĩ, có hiệu quả. Anh cố gắng vận hết linh lực vào nắm đấm kia, toàn thân đều tỏa ra hỏa khí đỏ rực, vỡ cho ta. Ngay sau đó rào chắn đã bị phá vỡ, Chu Thần trực tiếp hứng chọn cú đấm rực lửa của Ninh Ngư. Đồng thời ngay lúc này những phi kiếm kia cũng đã chém tới phía sau. Ninh Ngư liền vội vàng lùi lại né tránh. Chu thần ôm bụng chặn miệng vết thương đang dỉ máu kinh ngạc nói. Ngươi có thể dùng linh lực. Không thể nào. Ngươi rõ ràng làm gì có đan điền. Ninh ngư vận linh khí lao về phía hắn lạnh lùng đáp. Chết đến nơi. Cần gì phải hỏi nhiều vấn đề như vậy. Anh nhanh chóng lao về phía chu thần kia dự định sẽ ra đòn kết liễu. Nhưng hắn ta đã nhanh tay ôm lấy sư muội của hắn rồi điều khiển lưỡi kiếm bay lên nói. Muốn giết ta. Không dễ vậy đâu. Sau đó hắn vội nhảy lên phi kiếm định bay đi, trước khi rời đi còn không quên quay lại cảnh cáo tiểu tặc chờ vết thương của ta lành hẳn nhất định sẽ băm xác nhà ngươi vạn đoạn ninh ngư tất nhiên không để hắn chạy thoát dễ dàng cả người anh tỏa ra hàn khí xung quanh xuất hiện những phiến băng sắc nhọn đang chĩa về chu thần anh nhếch miệng cười muộn rồi ngươi không còn có cơ hội sống nữa đâu hàn băng quyết thấy ninh ngư sử dụng hàn băng quyết chu thần sợ hãi thốt lên cái gì ngươi là người của tô ra sao thế nhưng đã quá muộn màng vô số phiến băng đã đâm xuyên qua hai người bọn họ. Dây sau đôi cầu nam nữ cũng rơi cái bịch xuống đất. Ni Ngư ngồi phịch xuống thở phào nhẹ nhõm. Xít nữa thì chết ở đây rồi, vẫn là do thực lực không đủ. Một khắc sau anh đứng dậy đi đến chỗ xác của đôi nam nữ kia đang nằm rồi nói, để xem có bảo bối gì không nào. Nói rồi anh nhặt túi vải có chứa con hỗn kim mãng khi nãy lên rồi vui vẻ nói, phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Bỗng lúc này mặt đất xung quanh bất ngờ rung chuyển. Trên mặt đất xuất hiện những vết nứt lớn và từ đó trồi lên chiếc xúc tu khổng lồ. Những xúc tu tương tự đang tiếp tục vươn lên cao quá đầu người làm Ninh Ngư bắt đầu lo lắng. Cảnh tượng tiếp theo ngay lập tức khiến anh trố mắt kinh ngạc. Một con bạch tuộc khổng lồ trồi lên, trên thân là những con mắt đen ngòm. Ninh Ngư kinh hãi thốt lên, đây là cái gì? Loại áp bức sinh vật kia mang lại khiến anh sợ hãi, quá mạnh, quá khủng khiếp, nơi này không có lấy một bóng dáng yêu thú, hóa ra là vì con quái vật này anh cảnh giác lùi dần về sau để tránh đánh động đến con quái vật kia đến một khoảng cách thích hợp ninh ngư không chút chậm trễ quay lưng bỏ chạy nhưng con bạch tuộc khổng lồ kia đã phát hiện ra liền đưa xúc tu về phía ninh ngư rồi quấn chặt lấy anh khiến anh không thể cử động con quái vật đưa ninh ngư đến trước mặt quan sát đối diện với nó anh chỉ biết cắn răng bất lực nghĩ sắp chết rồi sao loại quái vật mạnh mẽ thế này mình căn bản không có sức mạnh để phản kháng Đi đã biết chắc mình sẽ chết nhưng khi nhìn thấy chiếc miệng to lớn đầy răng nanh nhọn hoắt của con quái vật kia vẫn không khỏi khiến Ninh Ngư sợ hãi. Bỗng mặt dây chuyền của Ninh Ngư tỏa ra ánh hào quang chói mắt. Khi này ở trại chăn nuôi thần ma, con kim long cảm nhận được Ninh Ngư gặp nguy hiểm thì gầm lên vang dội. Một miếng vảy rồng tỏa ánh vàng kim bay ra từ trong cơ thể Ninh Ngư khiến anh mở to mắt ngạc nhiên, là miếng vảy hóa thành đan điền kia. Miếng vảy nhanh như cắt bay vào chiếc miệng lớn đầy răng nanh của con quái vật khi miếng vảy tiến vào thì toàn thân con quái vật liên tục nhô lên như thể có thứ gì đang khuấy động bên trong và muốn đâm thủng lớp da dày của nó cuối cùng nó gầm lên đau đớn mà thả ninh ngư ra anh sau đó cũng đáp xuống đất nhìn con quái vật đang dãy ruộng ninh ngư liền biết rằng là tồn tại trong trại chăn nuôi thần ma đã ra tay chỉ vài giây sau toàn thân con quái vật đã nổ tung dòng máu đỏ tươi ồ ạt bắn ra xung quanh như mưa miếng vảy kia xong việc liền bay về phía ninh ngư anh nhìn nó trở lại vào cơ thể mình thì liền thấy khó hiểu vị tồn tại trong trại chăn nuôi thần ma kia không ngờ lại có thể thao túng một miếng vảy để tiêu diệt con quái thú này vậy chẳng phải trại nuôi dưỡng thần ma không hoàn toàn chấn áp được nó sao nếu nó muốn giết mình thì chẳng phải cũng rất dễ dàng sao anh chăm chú nhìn mặt dây chuyền rồi quyết định không được phải tiến vào xem trước đã ni ngư nhảy vụt lên ngay tức khắc liền xuất hiện ở trại chăn nuôi thần ma anh nhìn con kim long rồi hỏi nó ta biết ngươi có khả năng giết ta vì sao không động thủ con kim long nhìn chằm chằm Ninh Ngư khiến anh có chút bất an. Mẹ nó, sao giờ? Nó sẽ không giết mình thật chứ? Trái với nỗi lo của Ninh Ngư, kim long cứ vậy nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Ninh Ngư thở phào, không thèm quan tâm ta sao. Sau đó Ninh Ngư quay trở lại khu đất khi nãy. Lúc này xác con quái vật kia đã bị bọn yêu thú khác chạy đến căn xé. Anh lẩm nhẩm nói, bây giờ việc cấp bách là nhanh chóng rời khỏi Hắc Vân Sơn. Rồi anh quay người rời khỏi đây trong đầu thầm nghĩ, bỏ đi, tất cả mọi sự việc trong trại chăn nuôi thần ma đều vượt xa cấp độ hiện tại của ta. Ta căn bản không thể nào kiểm soát được bất cứ cái gì của nó cả. Hơn nữa đồ cũng là của mẫu thân cho ta. Mẫu thân khẳng định sẽ không hại ta. Đám yêu thú đang ăn thấy có động liền ngẩng đầu lên. Nhìn thấy con mồi mới là Ninh Ngư đang quay lưng bỏ chạy thì chúng liền gầm lớn, ánh mắt đỏ lòm đầy đói khát. Bỗng lúc này một con rùa xanh nhỏ nhắn đáng yêu từ dưới mặt đất bỏ lên. Đám yêu thú thấy con rùa trên mai có vòng tròn âm dương thì ngay lập tức run rẩy sợ hãi. Chúng không hẹn mà cùng nhau núp sau những thân cây to lớn không dám động đến con rùa kia, khác với những yêu thú ở Hắc Vân Sơn. Con rùa này biết nói, khi tức trên người tiểu tử kia cổ quái thật, lão tử ở đây chờ, ngươi chắc chắn sẽ quay lại. Ba canh giờ sau Ninh Ngư đã nhìn thấy được Hàn Sơn Thành ở phía xa. Khi anh định đi tiếp thì tên thuộc hạ của Tô gia đã đứng đó chờ sẵn từ bao giờ. Ninh Ngư nhận ra tên này, là tổng hộ vệ nhà Tô, Mạnh Hằng, nếu ta không nhớ nhầm là tu sĩ luyện khí tầng 9 mạnh hằng nhìn ninh ngư nhất miệng cười phế vật ta chờ ngươi ở đây rất lâu rồi đấy ninh ngư chất vấn tới giết ta sao mạnh hằng toàn thân tỏa ra hàn khí lạnh lẽo đáp phế đi đan điền của tô phong thiếu gia ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống sao xung quanh hắn đã xuất hiện những băng kiếm sắc nhọn chĩa về phía ninh ngư hắn nói tiếp nhận ra không đây chính là hàn băng quyết ngươi có đạt được thì sao phế vật không có đan điền vĩnh viễn tu luyện cũng không được đâu rút lời những kiếm băng mang theo sát khí lạnh lẽo bay về phía ninh ngư, anh nhanh chóng nhảy lên tránh những lưỡi kiếm phía dưới, rồi vung tay đỡ những phi kiếm ở trên. tuy nhiên sức mạnh của chúng quá lớn khiến ninh ngư thất thế nhảy lùi ra sau, anh thầm nghĩ, hàn khí thật mạnh mẽ. mạnh hằng đắc ý vận linh lực nói, he 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 he, khó chịu chứ? hàn băng quyết của ta mạnh hơn tô phong thiếu ra khá nhiều đấy. kế tiếp, ngươi sẽ chết. nói rồi từ hai tay mạnh hằng tỏa ra băng khí lạnh lẽo bao vây lấy ninh ngư ninh ngư nhìn băng khí bao trùm lấy mình rồi dần ngưng kết lại thì có chút lo lắng nhìn từ trên xuống có thể thấy ninh ngư và mạnh hằng đang bị băng lao bao bọc không thể thoát ra ninh ngư đấm mạnh vào lớp băng dày nhưng nó không có dấu hiệu nứt vỡ anh bực bội nghĩ cưng quá không thể phá nổi mạnh hằng ánh mắt trở nên nham hiểm hắn vừa nắn khớp tay vừa nói sức mạnh thân thể có mạnh hơn nữa thì cũng chỉ là một cái bia đỡ đạn mà thôi vào trong băng lao của ta ta muốn như đùa chết ngươi kiểu gì cũng được rồi tay hắn bắn ra một luồng băng khí về phía Ninh Ngư, Ninh Ngư chỉ có thể đưa tay lên chống đỡ. Khi anh vừa chạm vào luồng băng khí kia thì cơ thể liền bị đóng băng dần dần. Mạnh Hằng nhếch miệng cười, "Yên tâm, ta sẽ để ngươi chết rất đau đớn." Một khắc sau băng lao dần nứt ra rồi tan biến, Mạnh Hằng lộ diện cùng hàn khí lạnh lẽo tỏa ra bên ngoài. Thấy Ninh Ngư lúc này đã bị đóng băng hắn liền khinh thường, không chịu nổi một kích. Hắn tiến đến gần Ninh Ngư mà nói, "Chỉ trách ngươi là phế vật, chết cũng không ai biết." nhưng mạnh hằng không biết những điều này đều trong tính toán của ninh ngư anh nhếch miệng cười thầm khi mạnh hằng đã ở phạm vi có thể tấn công ninh ngư bất ngờ phá băng vận linh lực vào nắm đấm hắn thấy vậy chỉ kịp ngơ ngác nói cái gì ngay sau đó lĩnh chọn một đấm của ninh ngư mạnh hằng ngã văng ra sau miệng hộc ra một ngụm máu tươi hắn ôm bụng đau đớn gượng dậy nói tất cả đều là giả sao thấy ninh ngư đang tiến lại gần mạnh hằng vội vận linh lực tạo băng khí bao quanh lấy mình để tự vệ rồi nói nhưng ngươi không thể giết ta được đâu ni ngư nghe vậy thì nhếch miệng cười thế sao đồng thời lấy ra cây châm của nữ đệ tử triều vân tông sau đó phi cây châm về phía mạnh hằng hắn bị cây châm một phát xuyên tim trước khi gục xuống chỉ kịp lắp bắp nói đây ni ngư nhìn mạnh hằng đã chết rồi thầm nghĩ bảo bối cướp được từ đôi nam nữ triều vân tông quả thật lợi hại trực tiếp đánh mạnh hằng một kích phải giết nếu không ta căn bản cũng không giữ nổi hắn sau đó anh cẩn thận lục lọi trên người mạnh hằng xem hắn có bảo bối gì không rồi mau rời khỏi đây. Cùng lúc đó tại nhà Ninh Ngư, một gã tóc tím dáng vẻ vô cùng hống hách dẫn theo đám người đập cửa xông vào. Gã tóc tím kia lớn tiếng ra lệnh, đại trưởng lão có lệnh, đập toàn bộ đồ vật của cái tên phế vật, sau này để cho hắn lăn đến tạp viện ở. Lời gã vừa dứt, những đồ đạc trong nhà như bình nước hay bàn ghế đều bị đập xuống đất tạo nên những tiếng động đinh tai. Ngay khi đang cho thuộc hạ đập phá, một tiếng gáy vang lên khiến gã tóc tím tò mò quay đầu lại nhìn trong góc phòng phụ thân của ninh ngư uống rượu say đã ngủ thiếp đi trên tay còn ôm vào rượu không hề hay biết có người đến đập phá nhà mình gã tóc tím thấy vậy thì nhếch miệng cười nham hiểm ngủ say như chết nhỉ con trai là phế vật lão tử ngươi cũng là phế vật nốt nói rồi gã ra lệnh cho thuộc hạ ném cả lão già này ra cho ta hai tên thuộc hạ nghe vậy liền trực tiếp ném phụ thân của ninh ngư ra ngoài chưa dừng lại ở đó gã tóc tím còn thầm nghĩ tên phế vật kia dám đả thương huynh đệ chúng ta lão tử hôm nay liền chặt đầu lão già này. Rồi gã rút ra một con dao sắc lẹm đưa ánh mắt độc ác nhìn phụ thân của Ninh Ngư. Ngay khi con dao còn cách cổ phụ thân Ninh Ngư một gang tay, một giọng nói liền vang lên ngăn cản, dừng tay. Ngay sau đó một viên sỏi bay đến đập vào tay gã kia, khiến gã đau đớn buông con dao ra. Ninh Ngư đã trở về kịp thời, toàn thân là hỏa khí sáng rực, ánh mắt ngập tràn phẫn nộ. Thấy anh xuất hiện gã kia vô cùng kinh ngạc. Ninh Ngư, ngươi muốn là cái gì? Bọn ta chỉ là đang làm theo mệnh lệnh của đại trưởng lão." Ninh Ngư không nhiều lời, anh trực tiếp lao tới tấn công, miệng chỉ nói một từ, "Chết." Ngay tức khắc gã kia hứng trọn một đòn đầy uy lực của Ninh Ngư. Chỉ sau một kích gã đã chết ngay lập tức. Đám thuộc hạ thấy vậy liền run rẩy nói, "Ngươi dám giết Ninh hổ thiếu gia." Ninh Ngư trừng mắt nhìn chúng, "Giết thì sao? Dám động vào phụ thân ta, đáng chết." Ninh Ngư quay sang chất vấn đám kia, "Các ngươi động thủ đập phá nhà của ta?" chúng liền sợ hãi quỳ dạp xuống đất van xin ninh ngư thiếu ra tha mạng a chúng ta chỉ là nghe lệnh làm việc thôi ninh ngư lạnh lùng nói nếu đã đập thì để lại một tay đi lúc này đại trưởng lão đã đi tới quát lớn làm càn ai cho ngươi cái quyền đó ông ta thấy xác ninh hổ nằm trên đất thì kinh hãi lắp bắp cái gì ninh ninh hổ sao lại bị ngươi giết ninh ngư đáp hắn động đến phụ thân ta vậy ta giết hắn thôi Đại trưởng lão nghe vậy chỉ thẳng tay vào Ninh Ngư mắng. Quá hung bạo. Lão phu hôm nay sẽ giết ngươi. Thứ nghiệt xúc này. Dứt lời ông vung một trưởng về phía Ninh Ngư. Anh vẫn bình tĩnh đáp. Ngươi có gan thì thử xem. Sau đó liền vận linh lực vung một đòn chống lại đại trưởng lão. Nhưng tranh lệch về sức mạnh vẫn quá rõ ràng. Ninh Ngư bị đẩy lùi ra sau. Anh nhìn đại trưởng lão chửi. Lão cho má. Ngươi thân là đại trưởng lão cũng chẳng kém cạnh là bao đại trưởng lão thấy ninh ngư thất thế thì vô cùng đắc ý ta xem ngươi còn có thể gắng gượng được chống đỡ bao lâu ông ta bắn ra hàng chục luồng linh khí tất cả đều bay về phía ninh ngư anh liền vung những cú đấm mang theo hỏa khí để cản phá những luồng linh lực kia lão chó ta mà còn phải sợ ngươi sao tuy nhiên một mình ninh ngư khó chống lại hàng chục luồng linh khí của đại trưởng lão anh nhanh chóng kiệt sức hụy xuống đất đồng thời bực tức nói chết tiệt tu vi tranh lệch quá lớn đại trưởng lão liền lên tiếng khinh thường không chịu nổi nữa rồi chứ gì tiễn ngươi lên đường vậy ninh ngư vội ngăn lại chờ đã đại trưởng lão tưởng ninh ngư đã biết sợ liền nhếch miệng cười ha ha lúc này muốn xin tha thứ thì đã muộn rồi anh đứng dậy nói với ông ta ngươi không thể giết ta đại trưởng lão cười khẩy ha ha ngươi bị dọa đến ngu ra rồi sao lão phu giết ngươi dễ như trở bàn tay ninh ngư bình tĩnh giải thích vậy thì ngươi cần suy nghĩ kỹ làm thế nào để giải thích với ninh thành là người được chọn cao quý lại sai người âm thầm giết ta không dám chiến đấu công bằng nếu chuyển ra ngoài sẽ không hay chút nào nghe vậy đại trưởng lão liền bắt đầu do dự ninh thành cần mượn ninh ngư để phóng thích sát ý nếu như giờ giết ninh ngư quả thật không cách nào ăn nói với ninh thành ông ta đi qua đi lại một lúc để suy nghĩ rồi cuối cùng quyết định tha mạng cho ninh ngư trước khi rời đi còn nói cho ngươi sống thêm vài ngày vậy. Ninh Ngư cười, yên tâm, ta sẽ sống thật lâu. Không lâu sau Ninh Ngư đã có mặt tại một khu rừng, phía sau khu rừng này là nơi trông khá giống một thôn nhỏ. Tại đây những người ăn mặc rách dưới ngồi hai bên đường, Ninh Ngư vừa quan sát xung quanh vừa nghĩ, đây là lối vào chợ đen ngoài Hàn Sơn Thành. Trước đây ta đã giết chết hai đệ tử của Triều Vân Tông và một hộ vệ của nhà Tô, tổng cộng thu được 2.000 linh thạch hạ phẩm và ba pháp bảo. Pháp bảo được phân chia thành 9 phẩm, từ nhất phẩm đến cửu phẩm, ở Linh Châu chỉ có một tông môn mới biết cách luyện chế pháp bảo. Do đó pháp bảo vô cùng quý giá, tiếc thay ba bảo vật này đều đã bị người khác đánh dấu, ta hoàn toàn không kiểm soát được, nên đành mang ra chợ đen bán. Ninh Ngư đi đến chỗ một người đang ngồi bên vệ đường, anh đặt một ít bạc ở trước mắt người đó rồi nói: "Ta muốn tới chợ đen." Người kia nghe vậy liền cất bạc vào túi áo rồi nói: "Đi theo ta." Ninh Ngư theo người kia đi về phía một bia đá thầm nghĩ: chợ đen tên là bàn long không biết là do ai mở tất cả những thứ không thể mua bán công khai trong thành phố hàn sơn đều có thể mua được và bán được trên chợ đen người kia đến trước bia đá thì quỳ xuống lẩm nhẩm đọc gì đó hắn vừa dứt lời bia đá kia liền lún xuống từ đó xuất hiện một lối đi dẫn đến chợ đen bàn long người kia nói với ninh ngư đi vào đi ninh ngư gật đầu rồi bước vào lối đi kia dẫn đến một hang động khá tối một lát sau ninh ngư từ cuối con đường trong hang động kia đi đến chợ đen bàn long anh nghĩ chợ đen cũng có thứ bậc cao thấp sạp gác mới là nơi tập trung những thương nhân thực sự có thực lực nghĩ vậy ninh ngư bèn đi đến tòa lăng vân các bước vào trong anh hỏi người chủ quán đang ngủ gật kia ông ta nghe tiếng thì giật mình nhìn lên khi thấy ninh ngư tới thì liền niềm nở hỏi vị khách quan này ngài muốn mua cái gì cửa hàng có tất cả ninh ngư đặt những món pháp bảo đã lấy được lên bàn rồi đáp ta muốn bán đồ ông chủ quán liền xem xét kỹ lưỡng từng món pháp bảo Ông ta cầm thanh kiếm của đôi nam nữ Triều Vân Tông lên nhìn ngắm, rồi tiếp đến cầm chiếc tinh vân bàn lên, ánh vàng kim lấp lánh của nó khiến mắt ông ta sáng lên. Xem xét xong chủ quán nghiêm mặt chất vấn Ninh Ngư, "Ba thứ này, các hạ là dùng phương thức đặc biệt để có được phải không?" Ninh Ngư hỏi lại, "Sao? Không mua à?" Chủ quán bình thản đáp, "Đương nhiên là không, ở nơi này không có gì là không dám mua. Như này đi, ngài đợi lát, tôi lấy đồ đem ra phía sau hỏi ông chủ." lát sau ông ta đã có mặt tại một trang viên gặp được chủ nhân chủ quán cúi người đưa pháp bảo về phía trước nói tiểu thư cô xem mấy thứ này đi khi này một thiếu nữ từ trong bước ra rồi lấy pháp bảo từ tay ông ta sau đó cô mang vào đưa cho nữ nhân đang ngồi ở bên trong mời tiểu thư xem vị tiểu thư kia nhìn qua liền kinh ngạc nói đây không phải là phi kiếm của đệ tử ngoại môn triều vân tông sao ngay cả tinh vân bản cũng có ở đây ai lấy ra vậy chủ quán liền trả lời chính là tiểu tử ngài dặn dò chú ý kia. Nghe vậy vị tiểu thư kia liền có chút bất ngờ, ồ ồ, hắn lại có thể giết đệ tử ngoại môn Triều Vân tông, có chút thú vị đấy. Vị tiểu thư kia không ai khác chính là Liễu Khuynh Thành, thân thể cường hãn đến mức này sao? Ta thực sự muốn gặp hắn một chút đấy. Một lát sau chủ quán đã quay lại nói với Ninh Ngư, ba loại pháp bảo, tổng cộng 500.000 linh thạch hạ phẩm, các hạ cảm thấy thế nào? Ninh Ngư nghe đến mức giá đó liền đồng ý, được. Chủ quán nói tiếp đây là năm viên linh thạch thượng phẩm, ngài cầm lấy đi. Ông ta còn không quên nhắc Ninh Ngư, "Đúng rồi, các hạ nếu như muốn mua đồ, ở đây tôi cái gì cũng có. Nếu như muốn tìm hiểu tin tức, có thể đi sang phía bên trái trước tử lâu." Ninh Ngư nghe vậy liền chắp tay đa tạ. Sau đó Ninh Ngư theo lời chủ quán mà đi đến tử lâu. Tiểu nhị của quán thấy Ninh Ngư bước vào liền vui vẻ nói, "Mời khách quan vào trong." Ninh Ngư quan sát tử quán một lượt rồi nghĩ, nơi này là để thu thập tin tức. Tiểu nhị cũng nhanh chóng đến rót trà cho anh. Ngay lúc này Liễu Khuynh Thành mang khăn che mặt bước vào, dáng vẻ kiều diễm của cô đã thu hút đám nam nhân trong tử quán. Mấy tiểu cô nương này xinh đẹp thật đấy. Người ta che mặt rồi mà sao ngươi còn biết là người ta xinh vậy? Vớ vẩn, thân hình kia, khí chất này, lão đây là lần đầu thấy, sao không thể xinh đẹp được. Liễu Khuynh Thành nhìn quanh một hồi liền nhận ra người mình cần tìm. Cô đi về phía bàn Ninh Ngư đang ngồi rồi cất giọng hỏi: "Ta có thể ngồi đây không?" Thấy anh im lặng Liễu Khuynh Thành ngồi xuống mỉm cười. Ngươi không nói, nghĩa là đồng ý rồi nhỉ. Khi này một gã từ bàn bên cạnh bước tới, tay cầm theo bình rượu đến bắt chuyện với cô. trương dạ mạn mạn, vô tâm thụy miên, mỹ nữ làm một chén với ta chứ. Liễu Khuynh Thành một lời cũng không muốn nói với gã này, cô chỉ cho hắn một cái nhìn khinh thường rồi quay đi. Gã kia liền ngồi xuống bên cạnh đưa cho Liễu Khuynh Thành một ly rượu rồi buông lời khiếm nhã. Cô nương, uống với ta một ly, lão tử cho ngươi sảng khoái ngất trời luôn. Đám nam nhân kia nghe vậy liền cười rộ lên. Liễu Khuynh Thành đưa ánh mắt ghét bỏ nhìn hắn rồi nói, thế thì ngại quá, vậy thì phải để ta hỏi phu quân đã. Gã kia có chút không tin cho mày hỏi lại, phu quân. Liễu Khuynh Thành liền chỉ tay vào Ninh Ngư bên cạnh đang bình thản uống trà nói, chính là chàng. Ninh Ngư nghe Liễu Khuynh Thành nhận mình là phu quân thì trà đến miệng cũng phun ra. Gã kia liền tức giận đập bàn nhìn Ninh Ngư hỏi, ngươi là phu quân của nàng sao? Ninh Ngư thẳng thường đáp, không, Liễu Khuynh Thành ôm lấy tay anh này nỉ. Phu quân, chỉ là cãi nhau xíu thôi mà. Chàng đâu cần phải làm như thế với ta. Gã kia chỉ tay vào ngực không biết xấu hổ ra lệnh cho Ninh Ngư. Tiểu tử, phúc phận của ngươi không tệ. Đem nữ nhân của ngươi nhường cho ta chơi đùa một chút được không? Ninh Ngư liền đẩy Liễu Khuynh Thành ra phũ phàng đáp. Được. Gã kia nghe vậy cười lớn. Ha ha, biết điều đấy. Nhưng vương tam ta ghét nhất mấy đứa biết điều. Chơi nữ nhân của ngươi xong ta không tin ngươi sẽ không tìm ta để trả thù. Ninh Ngư bắt đầu thấy gã này phiền phức liền hỏi: "Thế ngươi muốn cái gì?" Gã tự xưng vương tam kia đáp: "Đương nhiên là giết ngươi để diệt trừ hậu họa." Đám nam nhân đằng sau liền bàn tán qua lại: "Tiểu tử này đúng là đen đuổi mà, lại bị Vương Tam nhắm trúng." "Chịu thôi, ai kêu hắn cưới được cô nương xinh đẹp như thế, cũng chỉ biết trách hắn đen thôi." Ninh Ngư cố kiên nhẫn nói với Vương Tam: "Ta không muốn gây sự, đừng ép ta." Vương Tam nghe vậy thì nhếch miệng thách thức: Vậy thì lão tử cứ gây sự với ngươi đấy thì làm sao?" Ninh Ngư cau mày nói với Vương Tam, "Quy tắc của chợ đen là cấm chém giết, ngươi dám vi phạm sao?" Vương Tam hống hách hỏi lại, "Ngươi đòi nói quy tắc với lão tử sao?" Đám nam nhân kia cũng thay nhau cười nhạo, "Ha ha, tiểu tử này chắc là lần đầu tới chợ đen nhỉ? Cái tên tiểu tử ngốc này, chết đến nơi rồi còn không biết, ca của Vương Tam là đội trưởng hộ vệ của chợ đen, ở đây hắn chính là quy tắc." Vương Tam tạo ra một khối cầu linh khí với các tia lôi địa bao xung quanh rồi nhếch miệng cười. Yên tâm, ta sẽ cho ngươi chết mà không cảm thấy chút đau đớn nào. Hắn phóng lôi điện về phía Ninh Ngư đồng thời hô. Đi. Nhưng lôi điện của hắn bắn vào Ninh Ngư rồi tự tan biến căn bản không đủ gây ra chút chảy sức nào. Vương Tam há hốc miệng lắp bắp. Cái? Cái gì? Đám người kia cũng được phen kinh hãi. Sao có thể? Tiểu tử này sao lại vẫn nguyên vẹn như thế được? Chẳng lẽ là do Vương Tam muốn tha cho hắn? Không đâu, Vương Tam nổi tiếng là lòng dạ thâm độc. Vương Tam tức giận dùng cả hai tay vận lôi điện đồng thời hét lớn, xem ngươi chịu được bao lâu. Tuy nhiên hắn còn chưa kịp thi triển linh lực thì Ninh Ngư đã lao về phía hắn. Anh bóp cổ Vương Tam nhấc lên không trung tức giận nói, ta nhịn ngươi lâu lắm rồi đó. Vương Tam không dám mạnh miệng, toàn thân sợ hãi run rẩy cố gắng giãy ruộng. Ngay sau đó Ninh Ngư trực tiếp ném hắn ra khỏi tử lâu, đồng thời quát, cút. Vương Tam bị vứt ra ngoài thì nằm bẹp dưới đất choáng váng miệng sùi bọt mép. Những vị khách trong tử quán xem một màn này thì không khỏi bất ngờ, người này nhìn còn trẻ như thế mà không ngờ lại lợi hại như vậy. Ninh Ngư trở lại chỗ ngồi chất vấn Liễu Khuynh Thành, cô đã hoàn thành được mục đích chưa? Ta cũng chưa từng đắc tội gì với cô nhỉ. Liễu Khuynh Thành trả lời, chúng ta không hề quen nhau. Nhìn bộ dạng bình thản tỉnh bơ của cô khiến Ninh Ngư lửa giận phừng phừng, thế tại sao lại muốn hãm hại ta? Liễu Khuynh Thành không trả lời mà hướng mắt ra ngoài cửa tử lâu nói, ta nghĩ ngươi nên giải quyết vấn đề trước mắt đã bên ngoài tử quán lúc này đã có những binh lính nghiêm trang đứng thành hai hàng ở giữa là một gã thân mặc giáp trông vô cùng oai phong gã bước vào tử quán đi cùng là vương tam mặt mũi bầm dầm chỉ tay vào ninh ngư tố cáo huynh chính là hắn đã đánh đệ ninh ngư nhìn gã kia liền biết phiền phức lại tìm đến nên cho mày khó chịu gã kia nhếch miệng cười nói với anh tiểu tử là ngươi tự mình chấm dứt hay là muốn ta động thủ ninh ngư bèn chậm rãi trả lời là đệ ngươi muốn giết ta trước gã kia liền cắt ngang không cần giải thích. Gã chỉ tay vào mặt Ninh Ngư lớn giọng nói, trong chợ đen này, cho dù có là lý do gì, dám động vào đệ của lão đại ta, nhất định phải trả giá. Lời gã vừa dứt thì binh lính đã nhanh chóng bao vây bàn của Ninh Ngư. Liễu Khuynh Thành cau mày nói, phô trương thật đấy, rõ ràng là đệ của ngươi chọc gạo ta trước, giờ ngươi không thèm hỏi đầu đuôi câu chuyện lại muốn đi giết người, quả nhiên huynh nào để nấy. Gã kia nghe vậy không biết xấu hổ còn buông lời khiếm nhã. Ngươi nói đúng đấy, cái chợ đen này lão tử chính là trời đợi giải quyết xong tiểu tử này huynh đệ ta sẽ chiếm dụng người liễu khuynh thành nghe vậy bèn tháo dây khăn che mặt xuống đồng thời hỏi thế sao lúc này khuôn mặt xinh đẹp của cô lộ ra ninh ngư nhìn thấy liền không giấu nổi ngạc nhiên vương tam biết mình đã đoán đúng rằng liễu khuynh thành thật sự là một mỹ nhân bèn nhếch miệng cười thích thú nhưng ca ca của hắn lúc này lại như bị sét đánh sau lưng trố mắt lắp bắp nói tiểu tiểu thư thấy gã sợ hãi đến toàn thân run rẩy vương tam khó hiểu lên tiếng hỏi huynh sao vậy gã kia biết vương tam đã động phải người không nên động liền nổi trận lôi đình vung một nắm đấm vào mặt hắn quát quỳ xuống cho lão tử liễu khuynh thành sắc mặt không vui trách tội vương lão đại lâu rồi không gặp bản lĩnh cũng to gớm đấy lại dám trêu ghẹo cả ta nữa sao vương lão đại bèn quỳ dạp xuống đất tạ tội tiểu thư ta thật sự không biết đó là ngài gã khóc lóc nói tiếp nếu mà đã biết thì có cho 10 lá gan ta cũng không dám trêu gẹo ngài. Liễu Khuynh Thành ra lệnh, tự mình đi lĩnh 50 gậy, giáng trước xuống làm đội viên hộ vệ. Gã kia liền mừng rỡ lại lục, đa tạ tiểu thư, đa tạ tiểu thư. Dứt lời gã liền vác vương tam vội vã chạy đi, đồng thời kêu binh lính, đi mau. Xong việc Liễu Khuynh Thành quay sang vui vẻ nói với Ninh Ngư, làm quen một chút đi, ta tên là Liễu Khuynh Thành. Ninh Ngư tâm trạng u ám chất vấn, ngươi đang cố tình thử thách ta sao đến đây anh bắt đầu ngẫm lại từ lời kể của chủ quán lăng vân các về việc có thể thu thập thông tin tại từ lâu cho đến tận bây giờ tất cả đều là một âm mưu do người phụ nữ tên liễu khuynh thành cố ý sắp đặt sao liễu khuynh thành trả lời bởi vì ngươi là một trong số đối tượng mà bọn ta quan tâm ninh ngư liền thấy khó hiểu ý cô là sao liễu khuynh thành đứng dậy nói với anh ở đây nói chuyện không tiện đi theo ta Ninh Ngư tuy vẫn còn ngờ vực nhưng rồi vẫn quyết định đi theo. Lát sau tại một phòng riêng, Liễu Khuynh Thành cho mời Ninh Ngư ngồi xuống, rồi cô hỏi anh: "Ngươi đã giết đệ tử của Triều Vân Tông?" Ninh Ngư ngắn gọn đáp: "Đúng." Liễu Khuynh Thành hỏi tiếp: "Ngươi muốn biết đệ tử Triều Vân Tông vì sao lại đến Hàn Sơn Thành không?" Ninh Ngư liền nói: "Ta cũng muốn biết." Cô bắt đầu giải thích: "Ngươi biết người được chọn chứ?" Ninh Ngư trả lời: "Biết." Ninh Thành của Ninh gia chính là người được chọn. Liễu Khuynh Thành bèn nói, như ngươi có biết, Hàn Sơn Thành không chỉ có một người được chọn đúng không? Ninh Ngư nghe vậy thì vô cùng bất ngờ. Không chỉ một, người được chọn không phải là thứ tầm thường dễ tìm mà ở đâu cũng có. Thậm chí trong suốt hàng trăm năm qua, thành phố Hàn Sơn chưa từng xuất hiện bất cứ người được chọn nào. Liễu Khuyên Thành nói tiếp, ngươi chắc cũng đã nghe qua truyền thuyết về người được chọn sẽ vô địch với những kẻ có cùng cảnh giới. Ninh Ngư liền hiểu ra phần nào, thế nên Triều Vân Tông đến là vì người được chọn sao? Liễu Khuynh Thành đáp, đúng nhưng cũng không hẳn. Một mặt không chỉ mỗi triều vân tông, tứ đại tông môn đều có người tới. Bọn họ đương nhiên là muốn đưa người được chọn vào tông môn của mình. Nhưng một mặt khác, người của tông môn cũng muốn điều tra cho rõ. Hàn Sơn Thành bé nhỏ này, sao lại có thể thức tỉnh một người được chọn? Ninh Hư liền hiểu ra, hóa ra là vậy. Ninh Hư thắc mắc hỏi, có liên quan gì đến ta chứ? Liễu Khuynh Thành bèn đáp, người được chọn đương nhiên, nhưng ta lại cực kỳ hứng thú với người. Ninh Ngư liền châm chọc, lùi bước cầu hạng hai hả, thấy bản thân không đủ tư cách tranh đoạt người được chọn nên mới chú ý tới người ta hay gì. Liễu Khuynh Thành mỉm cười nói, "Ngươi rất thông minh, nhưng ta chỉ hứng thú với ngươi thôi, còn có thể trở thành người của ta tìm kiếm hay không thì còn phải chờ xem." Ninh Ngư liền đứng dậy nói với cô, "Ta không biết ngươi đang có ý đồ gì, nhưng ta chắc không phải người mà ngươi đang tìm đâu, hôm nay chuyện ngươi thử ta coi như ta bỏ qua." Nói rồi anh quay lưng bỏ đi không quên nói với Liễu Khuynh Thành nhưng sau này xin đừng tới tìm ta nữa. Liễu Khuynh Thành nhìn theo bóng lưng anh rời đi thì đáp, người tính không bằng trời tính, rất mong cuộc hội ngộ lần tới của chúng ta. Khi rời khỏi biệt viện của Liễu Khuynh Thành, Ninh Ngư bắt đầu suy nghĩ, từ trong lời nói của Liễu Khuynh Thành có thể cảm nhận được, cái gọi là người được chọn so với ta tưởng tượng còn mạnh hơn. Không thì cũng sẽ không khiến cho tứ đại tông môn coi trọng tới thế, còn 10 ngày nữa nhất định phải nhanh chóng thăng tiến kim thân quyết lên tầng thứ hai. Ninh Ngư đi được một lúc thì chợt thấy những gian hàng đang bày bán phía trước đột nhiên vội vàng dọn dẹp rời đi. Hóa ra là Vương lão đại đang đứng chờ sẵn ở đó. Hắn nhìn thấy anh liền nhếch miệng cười nói: "Tiểu tử, lão từ đây chờ ngươi nửa ngày rồi đấy." Ninh Như nhíu mày đáp: "Muốn chặn đường ta sao? Không sợ Liễu Khuynh Thành truy cứu sao?" Vương lão đại cười khẩy trả lời: "Thật sự cho rằng mình là một đại nhân vật sao? Tiểu thư phạt ta chỉ vì ta mạo phạm tiểu thư thôi, không liên quan gì đến ngươi." rồi hắn chỉ tay vào ninh ngư buông lời khinh khi tiểu nhân vật như ngươi căn bản không thể lọt vào pháp nhãn của tiểu thư lão tử giết ngươi tiểu thư cũng sẽ không trách cứ gì ninh ngư nghe vậy thì liền xông về phía hắn cười đáp hình như cũng có đạo lý đấy vương lão đại dơ hai tay lên cao tạo ra một luồng lôi điện khổng lồ đồng thời quát lớn tiểu tử chết đi hắn ném luồng lôi điện vào người ninh ngư nhìn thấy anh bị lôi pháp của mình nuốt chửng thì hắn vô cùng đắc ý nói dám đâm đầu vào lôi điện của lão tử à thế thì ngươi chết chắc rồi nhưng trái với tưởng tượng của vương lão đại ninh ngư bất ngờ từ trong lôi điện lao ra tấn công khiến hắn chỉ kịp thốt lên không thể nào ngay sau đó đã ăn chọn một kích mang theo linh lực mạnh mẽ của anh một lúc sau tại thư phòng của liễu khuynh thành chủ quán lăng vân các sau khi nhận được tin tức đã đến bẩm báo với cô tiểu thư vương lão đại chết rồi liễu khuynh thành đang tập trung đọc sách nghe vậy chỉ nhàn nhạt, nhạt đáp tự tìm đường chết trách sao nổi rồi chủ quán lăng vân các ngập ngừng định nói tiếp vương tam đó Liễu Khuynh Thành bèn dặn dò: "Đã xử lý chưa? Làm cho sạch chút đấy." Cùng lúc này tại Hắc Vân Sơn, một vị tu sĩ ngự kiếm bay tới trong đầu thầm nghĩ: "Khí tức Chu Thần biến mất ở đây." Sau đó hắn đáp xuống ngay bên cạnh xác của nam đệ tử Triều Vân tông kẻ đã bị Ninh Ngư giết chết. Hắn liền kích động gầm lên: "Là ai? Là ai giết Đường Ca của ta?" Rồi hắn vội lấy ra từ trong áo một pháp bảo hình tròn có ánh vàng kim, đồng thời nói: "Cho ta xem hung thủ là ai." pháp bảo kia liền bay đến dọi thứ ánh sáng vàng trói mắt vào xác chu thần dưới ánh sáng của pháp bảo những mảnh băng vụn trên cơ thể chu thần liền hiện rõ khiến tên tu sĩ kia kinh ngạc thốt lên hàn băng quyết hắn nắm chặt tay lửa giận phừng phừng nghiến răng nói tô ra hay lắm dám giết đường ca của ta ta phải hủy cả môn phái của các ngươi cùng buổi sáng hôm đó ninh gia chủ cùng các vị trưởng lão đã đứng đợi sẵn trước cổng ninh gia có vẻ đang chờ để tiếp đón một đại nhân vật nào đó lúc sau một người mặc hồng y ngự kiếm bay tới Ninh gia chủ nhìn thấy thì rất vui vẻ. Ngay khi người kia tiếp đất ông ta liền chấp tay cung kính nói, bái kiến Âu Dương tiên sinh. Người vừa đến là Âu Dương Minh của liệt hỏa giáo. Ông ta cũng chấp tay đáp lại, Ninh gia chủ khách khí, chúng ta vốn quen biết từ lâu. Nay Ninh Thành trở thành người được chọn, ta cũng là phụng mệnh tông môn mà tới, hy vọng hắn có thể gia nhập liệt hỏa giáo. Ninh gia chủ nghe vậy thì nói, Âu Dương tiên sinh cứ yên tâm, Ninh Thành sẽ ưu tiên chọn liệt hỏa giáo. Trong đầu ông ta thầm nghĩ, đây chính là địa vị của người được chọn tứ đại tông môn đều đến tận cửa nhà đặt gạch trước ngay sau đó âu dương minh đã nhắc tới cha của ninh ngư với giọng điệu mỉa mai nghe nói ninh chiến đã thành con tử quỷ ninh gia chủ nghe vậy bèn cười hỏi tiên sinh còn nhớ tới hắn sao âu dương minh liền nghiến răng kể lại chuyện cũ 13 năm trước ta cũng chỉ là tới cưỡng đoạt một nữ tử thường dân mà lại bị ninh chiến xen vào đã thế còn đánh thương ta thúc thúc ta vì để báo thù cho ta mà lại chết dưới tay ninh chiến thở ấy uy danh của ninh chiến vang dội khắp nơi nay ta may mắn được trở thành đệ tử ngoại môn của liệt hỏa giáo ta lần này tới là để thu nhận người được chọn ta đặc biệt chọn ninh ra các người đấy ninh gia chủ cười đáp âu dương tiên sinh cứ yên tâm ta nhất định sẽ cho ngài một câu trả lời thỏa mãn nói rồi ông ta quay sang ra lệnh cho thuộc hạ lôi ninh chiến ra đây cho ta để cho âu dương tiên sinh xử lý hai tên kia liền đồng thanh đáp tuần lệnh một lát sau tại đại điện của ninh gia những bàn thức ăn thịnh soạn đã được bày ra vô cùng đẹp mắt. Khi đám người Ninh gia và Âu Dương Minh đã yên vị chỗ ngồi, thì hai tên thuộc hạ lôi Ninh Chiến từ ngoài vào rồi ném ông xuống đất một cách thô bạo. Âu Dương Minh nhìn bộ dạng của Ninh Chiến thì cười đầy hà hê. Ha ha, Ninh Chiến, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay. Ông ta túm lấy cổ áo Ninh Chiến, nghiến răng nghiến lợi nói, nhớ ta không, mấy năm nay lão tử nằm mơ cũng muốn tìm ngươi báo thủ. Nhưng Ninh Chiến bây giờ thần chí cũng không tỉnh táo chỉ yếu ớt nói, rượu, Ta muốn rượu." Nghe vậy Âu Dương Minh liền đánh Ninh Chiến ngã ra đất mà quát, "Phế vật." Ngay sau đó ông ta liên tiếp giáng những cú đá vào người Ninh Chiến, ông ta vừa đánh vừa lớn giọng, "Ha ha. Con mẹ nó trước kia ngươi không phải rất lợi hại sao? Lúc trước ngươi ở trên lôi đài không phải phong quang vô hạn sao?" Chà đạp hả hê rồi Âu Dương Minh liền quay qua nói với Ninh gia chủ, "Thật kinh tởm, có dao không?" Ninh gia chủ bèn sai thuộc hạ, "Người đâu, đem dao tới." Tên thuộc hạ liền đáp, rất nhanh một con dao được dâng tới cho Âu Dương Minh. Ông ta cầm nó chĩa vào trước ngực Ninh Chiến nhếch miệng cười độc ác. Yên tâm, ta sẽ rạch đủ 13.000 đao trên người ngươi, sau đó mới cho ngươi chết. Dứt lời Âu Dương Minh liền vung dao lên trừng mắt nhìn Ninh Chiến nói, xem ngươi có thể chịu được mấy đao của ta. Đột nhiên ngay lúc này một bức tượng đá bị ném tới từ phía sau lưng Âu Dương Minh, tuy nhiên nhờ thân thủ nhanh nhẹn nên ông ta đã né được. Bức tượng kia cũng vì thế mà đập thẳng vào vách tường ngay cạnh chỗ Ninh gia chủ đang ngồi ninh gia chủ thấy vậy thì đập bàn phẫn nộ quát là ai ninh ngư khi này từ ngoài cửa bước vào với sắc khí bừng bừng anh tức giận chỉ thẳng tay vào mặt ninh gia chủ nghiến răng nghiến lợi nói lão già dơ giấy xưa kia phụ thân ta nhường ngôi gia chủ cho ngươi mà ngươi lại đối xử với phụ thân ta như vậy thật là vong ơn bội nghĩa ninh gia chủ thạnh quá hóa giận mắng láo xược ngươi lại dám ra tay với âu dương tiên sinh tội này ngươi tính thế nào hả âu dương minh lúc này đã đánh ra một luồng hỏa khí tấn công ninh ngư đồng thời quát dám mạo phạm lão phu thì phải trả giá. Ninh Ngư chưa kịp phản ứng đã hứng chọn một chưởng này của ông ta. Đồng tử anh co rút lại toàn thân đổ mồ hôi lạnh thầm nghĩ mạnh quá, e rằng hắn là trúc cơ kỳ rồi. Ninh Ngư bị đánh ngã văng ra sau cơ thể bị đã thương khiến anh ho ra một ngụm máu tươi. Âu Dương Minh khi này cả người tỏa ra hỏa khí nóng rực cười đắc ý nói ha ha lão già phế vật ngươi cũng là phế vật hôm nay bản thân ta xử lý hết các ngươi một thể luôn. Ninh gia chủ vội lên tiếng ngăn cản đợi đã ông ta liền giải thích với âu dương minh âu dương tiên sinh con trai ta đang bế quan để dung hợp tinh thần chi lực nó cũng đã nói với tôi rằng đợi lúc nó xuất quan muốn mượn trên lôi đài giết hạ tên phế vật này để giải phóng sát ý thế nên xin ngài tạm thời giữ mạng hắn lại âu dương minh nghe vậy thì thu tay lại nói hóa ra là thế thôi được rồi để cho ninh thành giết cái tên tiểu phế vật này thì lão phế vật kia giao cho ta xử lý đi ninh gia chủ vuốt dâu đáp đương nhiên rồi Tiếp đó Âu Dương Minh quay qua trừng mắt nhìn cha con Ninh Ngư quát, còn không mau cút đi. Lúc sau Ninh Ngư đã đỡ phụ thân về đến nhà. Anh đặt phụ thân nằm xuống giường, trong đầu nhớ lại sức mạnh áp đảo của Âu Dương Minh thì nghĩ, tu giả trúc cơ kỳ, hoàn toàn khiến ta không có chút sức chống trả nào, nhất định phải nhanh chóng tu luyện kim thân quyết đến tầng thứ hai. Nghĩ vậy Ninh Ngư liền dốc ra trong túi năm viên linh thạch, anh ngồi xếp bằng hai tay chắp trước ngực bắt đầu tu luyện, toàn thân tỏa ra hỏa khí sáng rực hấp thụ những viên linh thạch kia. Đây là năm viên linh thạch thượng phẩm anh đổi bằng số vũ khí đã lấy được ở chợ đen. Anh cho rằng với từng này hẳn đủ để tu luyện kim thân quyết đến tầng thứ hai. Khi này linh khí đã tiến vào xương cốt, cảm giác đau đớn truyền đến khiến Ninh Ngư nhíu mày cắn răng nghĩ, hấp thụ kim thân quyết tầng thứ nhất là luyện da, tầng thứ hai là luyện cốt. Các khớp xương trong cơ thể đang dần rời ra, hỏa khí thâm nhập vào trong như muốn thiêu đốt toàn bộ xương cốt khiến Ninh Ngư toàn thân run rẩy. Cơn đau thấu tim gan làm anh không nhịn được hét lên một tiếng rồi gục xuống, Chân tay khi này đã trở nên vặn vẹo nhưng anh vẫn luôn nhắc nhở bản thân, muốn đắc đạo thì trước hết phải chịu khổ, cố lên. Tuy nhiên Ninh Ngư chợt nhận ra linh thạch đã dùng gần hết, anh cắn răng nói, năm khối linh thạch thượng phẩm vậy mà còn chưa đủ sao? Số lượng linh thạch để thăng tiến kim thân quyết tầng 2 cần nhiều hơn so với phỏng đoán của ta. Dù vậy trong đầu Ninh Ngư vẫn nghĩ rằng, ta không thể từ bỏ được, anh liền gắng sức nói, xin hãy cho ta mượn sức mạnh. Mặt dây chuyền cảm nhận được anh cần giúp đỡ liền tỏa ra ánh hào quang chói mắt một tồn tại trong trại chăn nuôi thần ma đã thức tỉnh khi nghe được lời khẩn cầu của ninh ngư anh khẩn thiết cầu xin hỡi sự tồn tại hùng mạnh trong trại chăn nuôi thần ma hãy cho ta sức mạnh ngay tức khắc một luồng hỏa khí sáng rực được đẩy lên tiếp thêm sức mạnh cho anh đồng tử ninh ngư liền lóe lên ánh lửa đỏ rực tiếp đó toàn thân tỏa ra hỏa khí trói mắt anh hô lớn luyện cốt cùng lúc này bên ngoài trời đã xuất hiện một hố sáng lấp lánh rọi xuống mặt đất ninh gia chủ ngồi trong đại điện thấy dị tượng này liền cho rằng thiên giáng dị tượng chẳng lẽ con trai ta có đột phá rồi sao mấy lão nhân mặt ai nấy đều phấn khởi nói chắc chắn là thiếu gia ninh thành chỉ có hắn mới có thể tạo ra được thiên địa dị tượng này thôi đúng thế đúng là phúc của ninh gia ta ngày ninh gia chúng ta quật khởi chính là hôm nay âu dương minh khi này cũng lên tiếng chúc mừng ninh gia chủ thiên địa dị tượng kể cả có là người được chọn cũng rất ít khi tạo nên thiên địa dị tượng ninh gia các ngươi coi như là đã xuất hiện được một thiên tài siêu cấp rồi nếu Ninh Thành có thể vào liệt hỏa giáo bọn ta, thì ít nhất cũng sẽ thành đệ tử nội môn." Ninh gia chủ bèn vuốt râu cười đáp, "Đa tạ Âu Dương tiên sinh, dị tượng vừa xảy ra cũng đã thu hút sự chú ý của các gia tộc khác." Gia chủ Hồ gia lo ngại nói, "Tiêu rồi, Ninh Thành lại có thể dẫn phát thiên địa dị tượng sao? Ninh gia sắp cuột khởi rồi." Về phía Lâm gia chủ thấy dị tượng cũng nhíu mày nói, "Ninh gia đáng ghét lại có một thiên tài như thế." Cùng buổi sáng hôm đó tại phủ của Tô gia, Tô gia chủ Tô Minh đang vô cùng bực bội hỏi, mạnh hằng đã trở lại chưa? Tên thuộc hạ liền trả lời, bẩm gia chủ, chưa quay lại. Ông ta nghe vậy chống tay lên chán cắn răng nghĩ, chẳng lẽ là trời muốn diệt tô gia ta sao? Bỗng một tên thuộc hạ khác hớt hải chạy từ ngoài vào gọi lớn, gia chủ, không ổn rồi, không ổn rồi. Tô gia chủ liền mắng, hoảng hốt cái gì? Thế này thì ra cái thể thống gì hả? Tên thuộc hạ lắp bắp, ra, gia chủ, có người đòi xông vào cửa ông ta nghe vậy liền đứng dậy sầm mặt nói hừ coi tô ra ta không có người ở sao ngay lúc này cánh cửa bất ngờ được đẩy ra người vừa tới chính là tu sĩ đệ tử triều vân tông sự xuất hiện của hắn khiến tô gia chủ vô cùng bất ngờ ông ta hoang mang nghĩ triều vân tông rồi tô gia chủ vội cúi người cung kính nói không biết tiên nhân đại giá quang lâm không thể nghênh đón từ trước tên đệ tử triều vân tông kia giận đến run người gần giọng chất vấn tô minh ngươi được lắm dám giết đường ca của ta hà Tô gia chủ nghe vậy thì khó hiểu hỏi lại. Tiên nhân nói thế là có ý gì? Thấy ông ta vẫn ngương ngác thì hắn liền lấy túi chữ vật đổ sắc của đôi nam nữ đệ tử Triều Vân Tông ra rồi nói. Còn dám làm bộ như không biết sao. Tô gia chủ vừa nhìn liền há hốc miệng sợ hãi. Ông ta vội quỳ dạp xuống đất minh oan. Tiên nhân minh dám. Cho tô gia ta lá gan lớn hơn nữa cũng không dám ra tay với đệ tử Triều Vân Tông ạ. À. Tên đệ tử Triều Vân Tông nghe vậy nhíu mày chất vấn. Trên thân thể đường ca ta rõ ràng là hàn băng quyết của tô gia ngươi ngươi giải thích thế nào? Tô gia chủ liền cho rằng là Mạnh Hằng, nhất định là Mạnh Hằng làm sau lưng ta, Tô gia nào có bản lĩnh giết người Triều Vân Tông, chỉ có thể Mạnh Hằng. Tên đệ tử Triều Vân Tông liền hỏi: "Người đâu?" Tô gia chủ đáp: "Ta phái hắn đi giết cái tên phế vật Ninh Ngư, từ hôm đấy trở đi thì không thấy đâu nữa." Nghe vậy tên nam tử Triều Vân Tông tức giận đứng bật dậy quát: "Nói cách khác là không có bằng chứng gì sao? Chẳng lẽ cao thủ Tô gia nhà các ngươi lại không đối phó nổi một tên phế vật?" hôm nay tô ra các ngươi phải nói rõ cho ta đừng hòng tìm cách kéo dài thời gian bỗng lúc này một đôi chân thon dài đi tới sen vào ta sẽ giải thích cho tiên nhân cô gái với dáng vóc bốc lửa này chính là đại tiểu thư của tô gia, tô vũ tên đệ tử triều vân tông liếc sang cô ta rồi khinh thường nói ngươi làm được cái gì tô vũ tự tin đáp cho ta gia nhập triều vân tông rồi coi như tính sổ xong chuyện này được không nam tử kia nghe xong liền chỉ thẳng tay vào mặt cô ta chế giễu: ha ha Ngươi có điên không? Muốn gia nhập Triều Vân Tông, người muốn gia nhập thì nhiều như lông bò. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Tô Vũ liền đưa tay vén tóc mái lên để lộ một ấn ký sáng rực trên trán. Tên đệ tử Triều Vân Tông vừa nhìn liền kinh ngạc thốt lên, người được chọn. Cô ta cười đáp, chính xác, hôm nay người của Tam Đại Tông Môn đều đã tới Ninh Gia để tranh chấp người được chọn, nhưng ta giờ có thể gia nhập Triều Vân Tông. Ngươi thấy thế nào? Mặc dù Ninh Thành dẫn động thiên địa dị tượng, nhưng Tô Vũ ta chắc chắn cũng không kém hắn, vào triều vân tông ngươi chính là người dẫn ta vào tên đệ tử triều vân tông nghe vậy thì nhếch miệng cười thầm không ngờ tô ra lại có người được chọn nếu cô ta thực sự gia nhập triều vân tông tương lai không thể đo lường được mà ta cũng được lây hảo quang theo tô vũ thấy hắn bắt đầu lung lay liền nói thêm cũng chỉ là đường ca mà thôi bước lên con đường tu hành cái gọi là thân tình cũng chỉ là mây khói lướt qua tên kia cuối cùng cũng bị thuyết phục bèn đáp thôi được chuyện này ta đồng ý một lúc sau dị tượng trên trời đã tiêu biến đồng thời có hai người xuất hiện trước sân đại điện của ninh gia đem theo khí tức vô cùng mạnh mẽ trong hai người vừa tới một vị mặc lục giáp mở lời chào hỏi thiên kiếm môn lý kính bái kiến vị bên cạnh cũng lên tiếng phái đại hà vương thừa ân bái kiến ninh gia chủ thấy bọn họ thì niềm nở tiếp đón chào mừng chào mừng đã tới lý kính liền nói với ông ta ninh gia có đứa con như này nhất định sẽ làm dạng danh gia tộc vương thừa ân cũng tiếp lời Ninh gia chủ, xin chúc mừng. Ninh gia chủ nghe vậy tâm tình đặc biệt tốt đáp, không dám không dám, mời hai vị vào. Lát sau trong đại điện, ba đại tông môn ai cũng muốn giành người được chọn nên sáu mắt nhìn nhau như muốn phát ra tia điện. Âu Dương Minh bèn mở lời trước, "Ninh gia chủ ta sẽ nói luôn, Liệt Hỏa giáo sẵn sàng cho Ninh Thành có thân phận là đệ tử nội môn, hơn nữa được chọn một vị trưởng lão nội môn để làm sư phụ của hắn." Vương thừa ân cũng ra lời mời gọi, đại hà phái ta sẵn sàng cho ninh thành thân phận đệ tử thân truyền hơn nữa sẽ truyền dạy cho hắn chấn phái tuyệt học đại hà quyết của đại hà phái lý kính bên này cũng không chịu kém cạnh ha ha liệt hỏa giáo có phải hơi keo kiệt rồi không thiên kiếm môn ta không chỉ sẵn sàng cho ninh thành thân phận đệ tử thân truyền của trưởng môn mà tương lai còn có thể tham gia tranh đoạt chức vị trưởng môn điều kiện của ba đại tông môn đưa ra đều rất hấp dẫn ninh gia chủ nghe xong cười tích cả mắt đáp dạ vâng dạ vâng chư vị xin ngồi đợi một lúc hôm nay dị tượng đã tiêu tán con trai ta chắc sẽ không lâu sau sẽ xuất quan thôi trong đầu ông ta vui sướng nghĩ mới đây mà càng khôn ninh gia ta lại có thể tiếp đón ba vị đại tông môn tới ngồi trung mâm thế này ôi con trai ta thật uy vũ nửa canh giờ sau ninh thành đã xuất hiện hắn chưa bước vào cửa thì khí tức mạnh mẽ đã tỏa ra khắp xung quanh ninh gia chủ tự hào nói con trai ta đã xuất quan rồi trên trán ninh thành lúc này ấn ký đã hiện ra rõ ràng hắn nhếch miệng cười gọi phụ thân Âu Dương Minh vừa nhìn liền khen ngợi, quả nhiên là người được chọn, quá tuyệt. Lý Kính cũng hết lời tán dương. Được được được. Loại khí thế sắc bén này phù hợp để vào thiên môn ta. Vương Thừa Ân cũng lên tiếng, thân phận đệ tử thân truyền của đại hà phái ta chính là của người đấy. Ninh Thành vô cùng tự mãn nói với Ninh gia chủ, gửi lời mời đến các gia tộc khác, rồi cho mọi người tới Ninh gia để có thể chứng kiến sức mạnh cường đại của người được chọn như Ninh Thành ta. Ninh gia chủ nghe xong liền phá lên cười. Ha ha, tốt lắm không hổ là con trai ta. Nói rồi Ninh Thành đã đi đến trước phủ của Ninh Ngư. Hắn lớn giọng quát, phế vật Ninh Ngư, ta không đợi nổi nữa rồi. Bản thiếu gia chờ sẽ giết chết ngươi, có dám tới ứng chiến không hả? Ninh Ngư khi này ngồi bên trong phủ tu luyện thầm nghĩ, kim thân quyết tầng thứ hai, luyện cốt hoàn tất. Hiện giờ sức mạnh thân thể ta đủ để chống đỡ lại tu sĩ trúc cơ tầng hai, nghĩ rồi anh chậm rãi mở mắt. Ninh Ngư không chút run sợ đứng dậy nói lớn, sao lại không dám, ta với ngươi gặp nhau ở đấu trường của gia tộc. Không lâu sau đó tại đấu trường của gia tộc, Ninh Ngư cùng Ninh Thành đã đứng trên võ đài sẵn sàng tham chiến. Bên dưới là đám đông vây quanh không khí vô cùng náo nhiệt. Các vị gia chủ cũng đã có mặt chờ xem trận đấu. Trên võ đài Ninh Thành toàn thân tỏa ra khí thế hừng hực vô cùng mạnh mẽ. Hồ gia chủ thấy vậy thì nở nụ cười gượng gạo nói với Lâm gia chủ, không hổ là người được chọn, khí thế này xem ra đã vượt qua cả luyện khí tầng 9 rồi. Lâm gia chủ bèn đáp, người được chọn, xem ra tin đồn đồng giai vô địch cũng không phải là nói miệng. Ninh gia chủ ngồi bên cạnh nghe hai người kia nói chuyện liền phá lên cười đắc ý. Ha ha, thiên phú con trai ta đúng là mạnh mẽ. Sợ rằng là cả Hàn Sơn Thành này cũng không ai đọ lại được. Không thì sao có thể thu hút sự chú ý của ba đại tông môn tới cửa được chứ. Hồ gia chủ cùng lâm gia chủ cũng đành bất đắc dĩ công nhận. Quả thực là như thế, người được chọn mà có thể dẫn động thiên địa dị tượng. Đúng là chưa từng xuất hiện ở Hàn Sơn Thành. Ninh gia có Ninh Thành là có hy vọng cuột khởi. Ninh gia chủ khi này liền đưa mắt nhìn sang Tô gia chủ vẫn đang yên lặng nãy giờ hỏi. Tô gia chủ, người thấy sao? Trong đầu ông ta thầm nghĩ, Ninh gia nếu muốn trở thành gia tộc hạng nhất, chứng ngại lớn nhất chính là Tô gia. Nhưng trái với ông ta nghĩ, Tô gia chủ chỉ nhàn nhạt, nhạt đáp, Ninh Thành đúng là không tệ đâu. Ninh gia chủ nghe xong thì nhíu mày tức tối nói, chỉ là không tệ thôi sao? Tô gia chủ cứ chờ xem. Trên võ đài Ninh Thành toàn thân tỏa ra khí tức mạnh mẽ hùng hổ nói với Ninh Ngư, phế vật, không dám tới hả? đám đông thấy ninh ngư vẫn im lặng không thấy đâu liền bắt đầu bàn tán cái tên phế vật ninh ngư chạy rồi sao chắc chắn luôn đối đầu với ninh thành thì chắc chắn chỉ có chết chứ không sống nổi hắn không chạy thì làm gì chứ đây chỉ là một cuộc tàn sát đơn phương thôi khi này ninh ngư mới bước lên võ đài mà nói ngươi vội chết thế sao anh đối diện với ninh thành không chút sợ hãi dáng vẻ vô cùng điềm tĩnh đám đông thấy vậy liền thốt lên chúa ơi cái tên phế vật này thế mà cũng dám lên còn ăn nói của ngôn không biết ngay cả một chiêu của ninh thành có tiếp nổi được không kẻ sắp chết cho hắn nói đã miệng đi ninh thành thấy ninh ngư tới thì nắn khớp tay nói ta còn tưởng loại phế vật nhà ngươi còn không dám tới đâu ninh ngư cười khẩy đáp ngươi cũng chẳng có tư cách để ta phải sợ hãi gì đâu ninh thành bây giờ đã vào thế chuẩn bị tấn công hắn nghe anh nói vậy thì phá lên cười ha ha lát nữa ta sẽ bẻ đầu ngươi ninh ngư đột nhiên đưa tay ra phía trước nói từ đã mấy người đến xem thấy vậy thì liền đinh ninh rằng Tên phế vật này là muốn cầu xin tha thứ sao? Sao sai được, vừa rồi bị áp bức, giờ chắc sợ đái ra quần rồi, tiếc là quá muộn rồi, tên phế vật này chết chắc. Ninh Ngư quay qua nói với Ninh gia chủ, ta muốn xác nhận với ngươi một chuyện. Ông ta nghe xong cười lớn chế giễu, ha ha, muốn để lại gì ngôn sao? Ninh Ngư cau mày nhìn Ninh gia chủ nói, lần quyết đấu này, có sinh có tử, không ai được nhúng tay vào, ta nói có đúng không? Ninh gia chủ nghe xong nhất miệng đáp Đương nhiên. Lúc này Ninh Ngư mới quay lại tâm thế sẵn sàng nói với Ninh Thành, có thể bắt đầu được rồi. Ninh Thành lúc này đã rất nóng lòng muốn giết chết anh nên nghe xong liền nắm chặt hai tay vận linh lực miệng hô lớn, lão tử đã không đợi được nữa rồi. Hắn đánh ra một trưởng như vũ bão nhằm vào Ninh Ngư. Đám người Ninh ra vừa nhìn liền hả hê nói với nhau, không hổ là người được chọn, cường độ linh khí đủ để đạt tới luyện khí tầng 9. Ninh Ngư chết chắc không thể nghi ngờ nữa. Ninh Ngư không có đan điền, căn bản không thể tiếp được một kích này. Một trường kia của Ninh Thành đánh đến chỗ Ninh Ngư liền tạo ra một vụ nổ lớn, hỏa khí tỏa ra tứ phía làm rung động cả võ đài. Tên nam đệ tử Triều Vân Tông thấy vậy thì nhếch miệng nói, sư phụ ta quả nhiên không nhìn lầm, tên phế vật này một kích đã bị thiêu chết. Về phía tô vũ cô ta lúc này trong đầu vẫn khinh thường nghĩ, Ninh Ngư ở trong mắt ta, cũng chỉ là rác ven đường thôi. Ninh Thành tưởng rằng Ninh Ngư đã bị hỏa khí của mình thiêu chết liền đắc ý cười lớn, ha ha, không chịu nổi một kích. Ninh gia chủ ngồi bên dưới cũng không cần xem thêm đã liền đứng dậy hô lớn: Ta tuyên bố người thắng là. Nhưng chưa để ông ta kịp vui mừng thì giọng nói của Ninh Ngư từ trong đám khói lửa vang lên cắt ngang. Vội gì thế? Khi hỏa khí tàn dư của vụ nổ vừa rồi tan đi, mọi người mới có thể nhìn rõ Ninh Ngư vẫn đứng vững từ đầu đến chân không chút xây sức nào. Ninh gia chủ thấy vậy như không tin vào mắt mình, không thể nào, một kích vừa rồi hắn làm sao có thể chống đỡ được? Ninh Ngư mặt không biểu cảm nhạt nhạt nhận xét đòn vừa rồi của Ninh Thành nhìn qua lộng lẫy hoa lệ thực ra chẳng có gì hắn nghe xong thì nghiến răng tức tối nói không ngờ ngươi cũng có chút bản lĩnh nhưng kế tiếp ta sẽ tiễn tên phế vật nhà ngươi lên đường nói rồi hắn giơ hai tay lên cao từ trên bầu trời liền xuất hiện vầng hào quang sáng chói hấp thụ những linh khí xung quanh người bên dưới thấy một màn này thì kích động hết lên đây chính là tinh thần chi lực sao người được chọn đúng là đáng sợ tô vũ đứng một bên vừa nhìn đã nhếch miệng cười cho rằng nếu đã vận dụng tinh thần chi lực thì ninh ngư sẽ chết chắc Ninh Thành sử dụng sức mạnh của tinh thần chi lực tạo ra một trận pháp. Hắn nhếch miệng cười nói, đòn tiếp theo ngươi sẽ hiểu thôi, lão tử giết ngươi còn đơn giản hơn bóp chết một con kiến. Dứt lời hắn dùng linh lực đẩy trận pháp đem theo tinh thần chi lực bay về phía Ninh Ngư. Anh không chút sợ hãi hô lớn, tới tiếp đi. Mấy tên đứng phía dưới thấy vậy thì kinh ngạc nói với nhau, tên phế vật kia muốn dựa vào thân thể cứng rắn để kháng tinh thần chi lực sao, có khi bị dọa tới nỗi đần ra rồi ý. Đáng đời. Trận pháp mang sức mạnh tinh thần chi lực của Ninh Thành bay đến chỗ Ninh Ngư liền nổ tung. Chưa hết, hắn tiếp tục phóng nhiều luồng tinh thần chi lực về phía anh, đồng thời hét lớn, "Chết cho ta." Nhưng khi này Ninh Ngư đã vận ra một màn chắn mà bao lấy cơ thể, trước sự tấn công càn phá của những luồng tinh thần chi lực kia. Anh nhếch miệng cười hào hứng nói, "Xem ra tinh thần chi lực cũng có chút thú vị đấy nhỉ." Ninh Thành thấy vậy liền hoang mang tự hỏi, "Hả? Kia là pháp thuật gì vậy? Không đúng, ta không cảm nhận được bất kỳ linh lực nào." Không thể nào là pháp thuật. Ninh Ngư thấy hắn vẫn đứng ngây ra thì khiêu khích, tinh thần chi lực chỉ có chút uy lực này thôi sao? Ninh Thành nghe xong liền nổi cơn tam bành, hắn liên tục phóng tinh thần chi lực tấn công đến Ninh Ngư quát, còn cứng mồm, xem ta đập nát bét ngươi ra đi. Sức công phá mạnh mẽ của hắn khiến nụ cười Ninh Ngư vụt tắt, anh bắt đầu cẩn trọng hơn trong việc phòng thủ. Lý Kính ngồi phía dưới quan sát thì thầm nghĩ, sức mạnh thật cường đại, đã tiệm cận trúc cơ kỳ rồi, tiểu tử này tiền đồ vô cùng. Việc tấn công dồn dập của Ninh Thành đã khiến hai luồng sức mạnh xung đột liên tục tạo ra vụ nổ long trời lửa đất. Đám đông bên dưới liền phấn khích nói với nhau, lần này chết là cái chắc rồi nhỉ, có khi đến cả cho cốt cũng không còn dư lại là bao. Ha ha, Ninh Thành thiếu gia uy vũ. Ba đại tông môn bên trên tưởng trận đấu đã kết thúc liền sốt sáng thi nhau nói, thiên kiếm môn ta mời Ninh Thành nhập tông, đại hà phái ta mời Ninh Thành nhập tông, liệt hỏa giáo ta mời Ninh Thành nhập tông. Ninh gia chủ nghe xong cười khoan khái đáp, ha ha, ba vị chớ vội tất cả tốt nhất vẫn là xem ý nguyện của con ta nhưng trái với suy nghĩ của tất cả mọi người ở đây ninh ngư sau một màn vừa rồi vẫn chưa hề bị xây sức dù chỉ một chút nào ninh ngư đứng lơ lửng trên không khinh thường nhìn xuống ninh thành không hổ là tinh thần chi lực cũng gây kha khá phiền toái cho ta phết đấy nhỉ đám đông thấy vậy thì trố mắt không tin không thể nào tên phế vật này sao chưa chết hắn lại có thể chống lại được công kích của tinh thần chi lực âu dương minh bên đây cũng hoang mang nói phải biết rằng đây chính là tinh thần chi lực chỉ có người được chọn mới sử dụng được cho dù là tu giả cùng đẳng cấp trong tông môn cũng không cách nào đối kháng lại được ninh thành tức tối gào lên không thể nào cái tên phế vật nhà ngươi sao có thể không bị sao chứ ngươi đáng ra phải bị ta đánh thành cho bụi rồi chứ ninh ngư nắn khớp tay nhếch miệng cười chế diễu hết chiêu rồi sao đến lượt ta rồi nhỉ nói rồi anh xé gió xông về phía ninh thành hắn liền vận linh lực tạo một lớp phòng ngự rồi gần giọng nói ngươi không thể thắng được ta ninh ngư dồn linh lực vào nắm đấm miệng cười khẩy đáp thế sao ngay sau đó anh chỉ với một quyền đã phá tan lớp phòng ngự của ninh thành trực tiếp đánh thẳng vào bụng hắn ninh thành hứng chọn một đòn mắt liền trợn trắng ho ra một ngụm máu tươi không dừng lại ở đó ninh ngư nhanh như cắt di chuyển ra sau mà nói chưa hết đâu anh nắm tay thành quyền mang theo khí lực mạnh mẽ nhắm vào lưng ninh thành hô lớn ta đã nói rồi người được chọn không phải là vô địch ninh thành chưa kịp phản ứng thì lưng đã hứng chọn một quyền của ninh ngư lực đạo mạnh mẽ dáng vào người khiến hắn rơi từ trên cao xuống đất tạo nên một tiếng ầm chát chúa đất đá bên dưới đều nứt vỡ bắn ra từ phía ninh thành nằm trong đống đổ nát chỉ kêu lên được vài tiếng đau đớn rồi bất tỉnh hoàn toàn đám đông liền kinh ngạc nói với nhau kia là ninh thành đấy người được chọn đấy là siêu cấp thiên tài dẫn phát thiên địa dị tượng đấy sao lại có thể dễ dàng bị ninh ngư đánh bại như thế được lý kinh trố mắt thốt lên không thể tin được cường đại như ninh thành như thế mà lại có thể bại thảm như vậy vương thừa ân cũng hoang mang tiếp lời hơn nữa lại còn bại trước tên phế vật đã bị hủy đan điền tên đệ tử của triều vân tông khi này liền nghiến răng nói sao có thể thế được tô vũ đằng sau cũng kinh hãi không kém thốt lên không thể nào về phía võ đài ninh ngư đã hạ xuống chỗ ninh thành đang bất tỉnh anh vận linh lực vào cánh tay chuẩn bị kết liễu hắn mà nói trận chiến sinh tử ta sinh ngươi tử ninh gia chủ thấy vậy vội tức giận quát lớn láo xược Ninh Ngư quay đầu lại nhìn đã thấy ông ta tạo ra các khối cầu linh lực bắn về phía mình. Anh liền nhanh chóng vung ra một quyền đánh tan chiêu thức của ông ta, đồng thời quát: "Thứ tạp chủng, ta biết ngay ngươi sẽ không tuân thủ quy tắc mà." Rồi chớp mắt Ninh Ngư đã dịch chuyển đến trước mặt ông ta, toàn thân anh mang theo hỏa khí đỏ rực khiến ông ta chỉ kịp kinh ngạc thốt lên: "Cái gì?" Ngay sau đó Ninh gia chủ đã ăn chọn một kích của Ninh Ngư mất đà ngã ngửa ra sau. Đám trưởng lão của Ninh gia thấy vậy vội hợp lực tung trưởng về phía Ninh Ngư mà hô lớn: bảo vệ gia chủ Chu sát Ninh Ngư. Thế nhưng anh đã nhanh chóng nhảy lên tránh né được. Ninh Ngư đáp xuống tức giận nhìn đám trưởng lão mà chất vấn, trên đấu trường mà còn có chuyện hội đồng sao? Ninh gia chủ lúc này cơ thể đã bị tổn thương nhưng vẫn lớn giọng quát, Ninh Ngư đừng có mà quá đáng. Ninh Ngư nghe xong liền phá lên cười khinh bỉ, ha ha, quá đáng? Đã nói là sinh tử quyết đấu rồi, người ngoài lại đi nhúng tay vào. Đám lão già xảo quyệt các ngươi bao vây xung quanh hãm hại ta, đúng là chờ cháu. Hồ gia chủ cùng Lâm gia chủ bên này cũng lên tiếng chê cười. Ninh gia chủ, ngươi để cho chúng ta đến đây xem. Là để bọn ta xem các ngươi ra tay đánh tập thể một đệ tử của gia tộc sao? Đã nói là sẽ không nhúng tay vào mà. Lão đầu nhà ngươi đúng là ra mặt dày. Ninh gia chủ liền tức tối cao giọng giáo huấn. Ninh ngư, ngươi phải rộng lượng tha thứ cho người khác chứ. Anh nghe xong thì phá lên cười chế giễu. Ha ha, nói hay đấy. Rộng lượng tha thứ cho người khác. Vừa rồi lúc Ninh Thành muốn giết ta, các ngươi còn nhảy lên cổ vũ, giờ lại muốn ta rộng lượng tha thứ là sao? nói rồi anh chừng mắt nhìn Ninh gia chủ hỏi, còn có mặt mũi nữa không thế hả? ông ta nghẹn họng không nói thêm được lời nào, đưa mắt nhìn sang Ninh Thành nằm liệt dưới đất thầm nghĩ, xương cốt Ninh Thành đã gãy lìa, chỉ còn thoi thóp một hơi thở mong manh, nếu tiếp tục đánh tiếp, chắc chắn sẽ mất mạng, không được, tuyệt đối không thể để Ninh Ngư sống tiếp. nghĩ vậy Ninh gia chủ không biết xấu hổ liền chỉ thẳng tay vào Ninh Ngư lớn giọng ra lệnh cho đám người Ninh gia. Ninh Ngư dám phạm thượng đệ tử Ninh gia, giết hắn cho ta." Đám đông nghe xong thì lên tiếng châm chọc, "Cái gì? Đây là ngay cả một chút thể diện cuối cùng cũng không thèm để lại sao? Đúng là Ninh Càn Khôn, Ninh gia có gia chủ như vậy quả là khiến người ta hổ thẹn. Đành chịu thôi, là con trai cả của lão ta mà." Ninh Ngư không chút run sợ cả người tỏa ra khí thế mạnh mẽ hùng hồn nói, "Được lắm, lên hết đi, xem Ninh Ngư ta sợ gì chứ." Mấy người đứng xem ở dưới thì hoang mang nói với nhau đây là sắp ra tay rồi sao mấy trưởng lão của ninh gia lúc này liền đồng loạt tung trưởng tấn công về phía ninh ngư mà hô lớn lão phu bọn ta sẽ trấn áp ngươi nhìn vô số trưởng lực sắp giáng xuống người mình ninh ngư vẫn không chút sợ hãi mà đứng im tại chỗ sau đó ninh ngư tung một đấm mang theo khí lực mạnh mẽ phá tan đòn của đám trưởng lão rồi anh dồn sức vào chân nhảy vụt lên không trung nhanh như cất ninh ngư xông tới một người trong đám trưởng lão kia mà vung nắm đấm tấn công đồng thời quát để ta giải quyết ngươi trước vì tốc độ của anh quá nhanh trưởng lão kia không kịp phản ứng liền hướng chọn một quyền cả người văng ra sau cứ vậy lần lượt từng người đều bị ninh ngư một đòn đánh bại anh càng đánh càng hăng miệng hô lớn giết đám đông thấy tất cả các vị trưởng lão đều bị hạ gục nhưng ninh ngư vẫn không chút xây sức nào liền kinh hãi thốt lên sao hắn lại mạnh như vậy tính cả ninh càng khôn và ngũ đại trưởng lão thì phải có tới 6 vị tu sĩ luyện khí tầng 8 trở lên lại không thể tiếp nổi ninh ngư một chiều ninh gia chủ thấy vậy thì tức tối trợn mắt ra lệnh cho thuộc hạ các ngươi còn đang đợi cái gì nữa thế hả? Mau giết Ninh Ngư đi. Chúng nghe xong thì đều ái ngại quay sang nhìn nhau. Nhưng rồi đám thuộc hạ cũng không dám trái lệnh đành liều mạng xông tới chỗ Ninh Ngư mà hô lớn. Giết. Bỗng ngay lúc này một luồng sức mạnh từ trên cao bất ngờ hạ xuống. Đám thuộc hạ thấy vậy vội sửng sốt la lên. Kia là, lão tổ tông xuất quan rồi. Tứ đại gia tộc của Hàn Sơn Thành sở dĩ có thể tồn tại tới mấy trăm năm. Nguyên nhân lớn nhất chính là mỗi gia tộc đều có một vị lão tổ tông tu vi trúc cơ đang tọa chấn. Những lão tổ tông này tuy rằng bình thường không để ý tới thế sự, bế quan tu hành, nhưng tất cả mọi người không ai dám khinh thường. Sự xuất hiện của vị lão tổ tông khiến tất cả mọi người đều im lặng, không dám ho he thêm nửa lời. Ninh gia lão tổ, Ninh Trấn dáng vẻ uy nghi đáp xuống võ đài. Trừ Ninh Ngư vẫn đứng thản nhiên, tất cả người ở đây liền nhanh chóng quỳ xuống đồng thanh hô lên, tham kiến lão tổ tông. Lão tổ tông khi này nhếch miệng cười lên tiếng, Ninh gia ta đã bao nhiêu năm đã không náo động như thế này rồi nhỉ. Nói rồi ông ta liếc nhìn sang Ninh gia chủ như muốn hỏi tội. Ninh gia chủ thấy vậy thì vội vàng giải thích, "Ninh gia chủ lão tổ, con." Nhưng Ninh gia lão tổ không muốn nghe ông ta ngụy biện mà nói luôn, "Dám cả gan phá vỡ quy tắc của đấu trường, ngươi đừng có làm gia chủ nữa." Ninh gia chủ nghe xong thì hoang mang hỏi lại, "Cái gì?" Ninh gia lão tổ không để tâm đến ông ta quay qua hỏi Ninh Ngư, "Con đã đánh bại Ninh Thành sao?" Anh bèn đáp, "Dạ." À. Ninh gia lão tổ liền vuốt râu cười nói, đan điền bị phế, không thể sử dụng linh lực, nhưng có thể đánh bại người được chọn, có chút thú vị đấy. Rồi ông ta quay qua cao giọng nói với tất cả mọi người, ngũ đại trưởng lão, toàn bộ bế quan 3 tháng, Ninh Ngư sẽ được hồi phục đãi ngộ trước đây. Ngũ đại trưởng lão tất nhiên đều tuân theo mà đồng thanh đáp, dạ thưa lão tổ tông. Sau đó Ninh gia lão tổ quay qua hỏi Ninh Ngư, xử lý như thế con đã thấy thỏa mãn chưa? Anh thấy ông ta định dùng cách này để xoa dịu mình thì nhíu mày trả lời, con không có ý kiến gì, nhưng con với hắn là sinh tử quyết đấu, không phân sinh tử, không kết thúc. Nghe vậy Ninh gia chủ liền lớn tiếng xen vào dùng đủ mọi lý lẽ để van xin, "Lão tổ tông, Ninh Thành là người được chọn, Ninh Ngư cũng chỉ là tên phế vật bị phế mất đan điền thôi, kể cả bây giờ hắn có đánh bại được Ninh Thành, tương lai cũng không thể lên được cảnh giới trúc cơ, mà tiền đồ của Ninh Thành thì vô hạn." Ngũ trưởng lão bên đây cũng quỳ xuống van xin cho Ninh Thành, "Tôi đồng ý là Ninh Thành không nên chết, thưa lão tổ tông anh minh, Ninh Thành mới là tương lai của Ninh gia." ninh gia lão tổ bèn quay qua nói với ninh ngư đều là con cháu của gia tộc việc gì con phải giết tận như thế anh nghe xong thì nhíu mày chất vấn lúc con suýt chết thì người có biết không ninh gia lão tổ liền đáp biết ninh ngư tiếp tục hỏi lúc phụ thân ta bị sỉ nhục thì người có biết không ông ta trả lời biết rồi anh hỏi tiếp lúc ta bị tô ra phế đi đan điền người có biết không ninh gia lão tổ lần nữa trả lời biết ông ta biết ninh ngư đang vô cùng căm phẫn liền lên tiếng giải thích Tất cả những gì con gặp phải ta đều biết rõ. Nhưng từ đầu đến cuối lão phu đều không có lý do để ra tay. Bởi lúc đó trong mắt ta con chưa đủ tư cách. Ninh ngư nghe xong thì phá lên cười chua chát. Ha ha. Anh thẳng thừng nói với Ninh gia lão tổ. Gia tộc như thế này thì Ninh ngư ta sao phải ở lại đây làm gì? Đám thuộc hạ của Ninh gia nghe xong liền thay nhau chửi bới. To gan. Đồ hỗn láo. Chết tiệt. Xin lão tổ tông hạ lệnh chu sát tên tặc này. Ninh gia lão tổ nhíu mày hỏi Ninh ngư thế con muốn như thế nào anh vận linh lực cả người tỏa ra khí tức mạnh mẽ mà quả quyết đáp đương nhiên là để trận quyết đấu được tiếp tục rồi ninh gia lão tổ nghe xong liền bộc phát khí tức mà nghiến răng nói nếu ta không cho phép thì sao ninh ngư nhíu mày đáp trừ phi ngày nào các ngươi cũng bảo vệ hắn không thì ta sẽ luôn có cơ hội để ra tay ninh gia lão tổ liền nhìn ninh ngư ánh mắt đằng đằng sắc khí trầm giọng nói lời của lão phu ngươi lại dám không chịu nghe sao anh không chút do dự hô lớn từ hôm nay về sau, Ninh Ngư ta không còn là con cháu của Ninh gia nữa. Ninh gia lão tổ liền tức giận tạo ra một khối năng lượng không ngừng phát ra những luồng linh lực mãnh liệt rồi quát, được lắm, được lắm. Sau đó ông ta ngay lập tức bắn ra một sát chiêu về phía Ninh Ngư mà nói, vậy để lão phu tiễn ngươi rời đi. Anh không chút sợ hãi mà thủ thế sẵn sàng, đồng thời khinh thường đáp, lão cũng chỉ sống lâu hơn ta có mấy năm thôi, ra vẻ cái gì chứ? Dứt lời anh đánh một đấm với khí lực mạnh mẽ phá tan sát chiêu của Ninh gia lão tổ ông ta thấy vậy thì cả kinh la lên cái gì trong đầu hoang mang nghĩ thầm thực lực của ninh ngư vượt qua dự đoán của ta sao vốn tưởng rằng nó cùng lắm cũng chỉ tiệm cận trúc cơ thôi nhưng xem ra sức mạnh thân thể của ninh ngư đã ngang với tu sĩ trúc cơ rồi ninh gia lão tổ khi này biết bản thân khó thắng đồng thời muốn giữ người tài cho ninh gia nên lập tức nói với ninh ngư ta hỏi ngươi một lần nữa việc này thôi đi được không anh tất nhiên chưa bao giờ có ý định dừng lại nên thẳng thắn đáp muốn chiến thì chiến lấy đâu ra nhiều lời vô nghĩa như vậy chứ? Ninh gia lão tổ nghe xong thì sôi máu sử dụng linh lực hóa thực mà quát, tiểu tử này, tuyệt đối không thể giữ lại được. Mấy tên nam tử đứng xem phía dưới vừa nhìn liền kích động nói lớn, linh lực hóa thực, biểu hiện rõ ràng nhất của một tu sĩ trúc cơ. Tu sĩ đạt tới cảnh giới trúc cơ có thể biến linh lực trở thành dạng vũ khí vật chất, uy lực của nó cực lớn. Ninh Ngư không biết trời cao đất rộng, lần này hắn chết chắc rồi. Ngay sau đó, Ninh gia lão tổ dùng linh lực hóa thực chém một đường về phía Ninh Ngư mà hô lớn: "Chết!" Anh đối với loại sát chiêu này không chút sợ hãi mà lao tới quát, "Ninh Ngư ta không sợ." Sau đó Ninh Ngư trực tiếp tung một đấm mang theo lực đạo cường đại nhắm thẳng linh lực hóa thực của Ninh gia lão tổ. Hai luồng sức mạnh xung đột tạo nên vụ nổ dung chuyển võ đài, khói bụi mù mịt cũng theo đó mà bao lấy hai người. Ninh gia chủ đứng bên dưới liền hả hê nói lớn: "Một kiếm của lão tổ, chắc chắn khiến tên nghiệt xúc đấy chết không nghi ngờ gì nữa." Tên trưởng lão phía sau cũng tiếp lời: lão tổ uy vũ. Ninh gia lão tổ khi này cũng vô cùng đắc ý mà nói, chết không đáng tiếc. Nhưng trái với suy nghĩ của mọi người, khi khói bụi tan đi Ninh Ngư vẫn còn sống. Việc cản phá linh lực phá thực của Ninh gia lão tổ đã khiến anh dùng khá nhiều sức nhưng tất nhiên thân thể không chịu chút thương tích nào. Ninh gia lão tổ thấy vậy thì kinh ngạc thốt lên, không chết sao. Ninh Ngư nhếch miệng cười mỉa mai, chúc cơ cũng chỉ thế này thôi sao. Tên đệ tử của Triều Vân Tông khi này liền tức giận đứng bật dậy chửi, láo sược. Ninh gia lão tổ lại lần nữa dùng linh lực hóa thực chém tới, đồng thời quát, xem ngươi chống trọi được bao lâu. Ninh ngư nhanh chóng né được rồi hùng hổ nói lớn, chiến. Dứt lời anh bắt đầu dùng tới năng lực phân thân. Chớp mắt đã có bốn bản thể giống hệt Ninh ngư từ tứ phía sông tới tấn công Ninh gia lão tổ. Ông ta nhìn quanh thì bắt đầu hoang mang gào lên, đâu mới là chân thân. Ngay khi này có một Ninh ngư đã từ đằng sau lao tới tung đòn mang theo hỏa khí cường đại ninh gia lão tổ phát giác ra liền lập tức xoay người lại nhếch miệng cười đắc ý tìm thấy ngươi rồi ông ta dùng linh lực hóa thực đâm xuyên qua người ninh ngư đồng thời phá lên cười ha ha đi chết đi như thực chất đó chỉ là bản sao của ninh ngư ninh gia lão tổ thấy nó nhanh chóng tan biến thành làn khói thì kinh ngạc thốt lên cái gì ông ta đưa mắt nhìn xung quanh tức tối nói hắn ở đâu ninh gia chủ đứng bên ngoài liền lớn tiếng nhắc nhở lão tổ trên không trung Ninh gia lão tổ nghe xong vội ngẩng đầu lên ngơ ngác hỏi. Cái gì? Tuy nhiên đã quá muộn, ông ta đã hứng chọn một quyền mang theo hỏa khí mãnh liệt của Ninh Ngư. Lực đạo cường đại áp đảo từ đòn đánh của anh đã ghi chặt ông ta xuống võ đài khiến mặt đất nứt vỡ, sỏi đá bắn lên từ phía. Ninh gia chủ thấy vậy thì kinh hãi hét lên. Lão tổ. Ninh gia lão tổ lúc này đã nằm liệt dưới đất ôm cái mặt đầy máu mà đau đớn la lên. À à, à Ninh gia chủ cùng ngũ trưởng lão không tin vào mắt mình mà nói. Lão tổ tông cũng thất bại rồi sao? rốt cuộc hắn mạnh tới mức nào thế? Tô Vũ lúc này mặt đầy hoài nghi tự hỏi, đây vẫn còn là tên phế vật bị hủy đan điền đi đấy chứ? Tên đệ tử Triều Vân Tông cũng hoang mang không kém, sao có thể mạnh tới mức này được, đến cả tu sĩ trúc cơ cũng bị đánh bại. Hắn tức tối nghiến răng nói, lúc đầu ta không chỉ sỉ nhục Ninh Ngư, mà còn đuổi hắn ra khỏi ngoại môn. Mà tới hôm nay Ninh Ngư lại có thể có được năng lực chiến thắng một tu sĩ trúc cơ sao, nếu sau này hắn mà có muốn báo thủ thì rắc rối rồi đây. Tô Vũ nghe xong thì kích động quát: Ninh Ngư tuyệt đối không được sống. Người chưa chết thì cả Tô gia ta và ngươi cũng không được yên thân đâu. Tên đệ tử Triều Vân Tông liền đứng bật dậy nói với cô ta: Giết hắn. Ngay sau đó hắn liền nhảy lên võ đài. Theo sau là Tô Vũ và Tô gia chủ hùng hổ xông lên mà nói: Cùng hợp lực giết hắn đi. Âu Dương Minh thấy thế thì liền rời ghế đến góp vui nhất miệng cười nói: Nếu đã có ý như thế thì Vương Thừa Ân cũng đứng dậy đi tới tham gia. Đại Hạ phái ta rất xem trọng Ninh Thành vậy thì để ta giúp dọn bớt chứng ngại đi chỉ có lý kính là vẫn ngồi yên trầm mặc quan sát hồ gia chủ cùng lâm gia chủ quay qua nhìn nhau rồi đều quyết định sẽ không tham gia vào trận chiến bất công này ni ngư nhìn đám người bao vây mình thì tức giận mắng một đám tạp chủng vô liêm sỉ tô gia chủ nắn khớp tay nhớn mày nói với anh hư bớt nói nhảm đi hôm nay nhất định không để ngươi sống sót ni ngư nghe xong thì phá lên cười cảnh cáo ha ha thế thì lên hết đi Ninh Ngư ta có chết trận thì các ngươi cũng đừng hòng được toàn thầy. Ngay sau đó anh cả người bộc phát khí tức mãnh liệt lao về phía Tô gia chủ, đồng thời quát: "Lão già tạp chủng, lúc đầu lão dám hủy đan điền của ta, hôm nay thủ mới nợ cũ coi như thanh toán hết đi." Tô Vũ liền điều khiển những luồng tinh thần chi lực biến thành những dây xích bay về phía Ninh Ngư mà nói: "Đứng lại." Vương Thừa Ân cùng Âu Dương Minh thấy vậy thì kinh ngạc nói với nhau: "Người được chọn, quả nhiên Hàn Sơn thành không chỉ có một người được chọn." Hàn Sơn thành bé tí này thế mà lại tàng long ngọa hổ. Ngay khi hai người họ còn đang đứng ngây ra thì những dây xích do Tô Vũ dùng tinh thần chi lực tạo ra đã cuốn chặt lấy toàn thân Ninh Ngư. Cô ta vội nói lớn, chư vị ta đã dùng tinh thần chi lực để khống chế hắn, các vị mau toàn lực giết hắn. Ninh Ngư liền bạo phát khí lực phá tan tinh thần chi lực của cô ta mà khinh thường nói, hư, mơ đẹp quá rồi đấy. Tiếp đó anh lần nữa xông về phía Tô gia chủ mà quát, giết. Tô Vũ lúc này chỉ biết bất lực chửi đồng một tiếng, khốn kiếp. Tô gia chủ khi này liền vận linh lực biến ra một màn chắn bằng băng để phòng thủ rồi nghiến răng nói: "Muốn giết ta, đâu có dễ như thế được." Ninh Ngư đấm thẳng một quyền với lực đạo cường đại vào lớp băng dày, đồng thời hô lên: "Phá!" Ngay lập tức lớp phòng ngự đã bị anh đánh cho vỡ tan. Tô gia chủ liền trực tiếp hướng chọn một đòn chí mạng. Ông ta hai mắt trợn trắng ho ra một ngụm máu mà hét lên: "Cái gì?" Tô Vũ thấy vậy thì hai mắt rưng rưng la lên: "Phụ thân!" Sau khi hạ gục Tô gia chủ, Ninh Ngư quay qua chỉ thẳng vào tên đệ tử Triều Vân Tông mà quát, tiếp theo chính là người đấy. Hắn liền xòe tay ra tụ linh lực lại tạo ra hàng chục thanh kiếm mà nói, đừng có ngông cuồng. Ngay sau đó tên đệ tử Triều Vân Tông điều khiển những thanh kiếm bay tới đâm thẳng xuống chỗ Ninh Ngư, nhưng anh đã nhanh chóng tạo ra một lớp phòng ngự kiên cố. Thấy vậy Âu Dương Minh liền tung ra một trường liệt văn hỏa, những luồng dị hỏa từ tay ông ta liền tỏa ra mãnh liệt. Vương Thừa Ân cũng xòe quạt góp sức, đồng thời nói, ta sẽ hỗ trợ người rồi hắn vung quạt tạo ra một trận lốc xoáy dữ dội rồi hô lên đại hà phiền ý đại hà phiền ý và liệt vân hỏa kết hợp tạo thành một cơn hỏa lốc dữ dội cùng với kiếm trận của chu thông đã bao vây lấy ninh ngư cả ba luồng sức mạnh dồn dập tấn công lớp phòng ngự của anh khiến nó vỡ vụn ninh ngư hoảng hốt kêu lên không hay mất đi lớp phòng ngự anh ngay lập tức bị đợt hỏa lốc như vũ bão kia đánh bay cả người văng ra sau đập mạnh xuống nền đất ninh ngư toàn thân xây sức miệng hộc máu rồi kêu lên một tiếng đau đớn chu thông Âu Dương Minh và Vương Thừa Ân thấy vậy đồng thanh hô lớn, giết hắn. Tiếp đó bọn chúng lần nữa hợp lực tấn công về phía Ninh Ngư, ba luồng sức mạnh kết hợp tạo nên vụ nổ dung chuyển cả võ đài nhưng may mắn Ninh Ngư đã nhảy lên tránh kịp. Anh xoay người toàn thân bạo phát linh lực lao về phía ba kẻ kia mà nghiến răng nói, giết. Âu Dương Minh thấy vậy vội lớn tiếng nhắc nhở Chu Thông và Vương Thừa Ân, đừng để hắn lại gần. Ông ta vừa dứt lời thì Ninh Ngư nhanh như cắt đã đánh một trưởng đến chỗ Chu Thông, lực đạo mạnh mẽ khiến mặt đất vỡ vụn tuy nhiên chu thông đã tránh được hắn ta cười đắc ý nói với anh phế vật cơ thể cường hãn chỉ có thể trở thành mục tiêu ni ngư chấp hai tay lại tụ linh lực đồng thời nói vậy sao ngay lúc này toàn thân anh liền được một cổ khí tức mạnh mẽ bao lấy chu thông thấy vậy thì sửng sốt hét lên cái gì đan điền của ngươi chưa bị hủy vương thừa ân hai mắt mở to kinh ngạc hỏi chuyện gì vậy âu dương minh phía sau thì hoang mang nói tiểu tử này vậy mà chưa bị hủy đan điền Vương thừa ân nghe vậy thì cắn răng do dự mà nghĩ cơ thể cường hãn như vậy nếu còn có thể điều khiển linh lực người như vậy không phải là siêu cấp thiên tài thì là gì đáng ghét bây giờ mình có chút hối hận rồi một ninh ngư còn mạnh hơn 10 ninh thành thấy hắn ngập ngừng âu dương minh liền gần giọng quát đừng nghĩ nhiều bây giờ chúng ta không còn đường quay đầu chỉ có thể chém giết hắn về phía chu thông lúc này đang đứng ngây ra bất chợt hoảng hốt vì hắn không thấy ninh ngư đâu nữa vương thừa ân vội vàng lớn tiếng nhắc nhở cẩn thận khi này chu thông mới giật mình ngoảnh lại nhưng đã muộn ninh ngư đã dịch chuyển đến sau lưng hắn từ bao giờ rồi đánh thẳng vào người hắn một quyền mang theo khí lực cường đại chu thông hứng chọn một kích liền bị văng ra sau mà kêu lên trong đau đớn tuy nhiên ninh ngư lúc này vì tập trung vào tấn công chu thông nên không kịp phản ứng với liệt vân hỏa của âu dương minh dị hỏa nhanh chóng phá vỡ lớp phòng ngự rồi nuốt chửng lấy ninh ngư khiến anh la lên đau quá chu thông khi này cũng vô cùng tức giận liền dùng linh lực điều khiển thanh kiếm lao về phía ninh ngư đồng thời gào lên ta muốn giết người. Ni Ngư nhìn lưỡi kiếm đang xé gió bay về phía mình thì vội cầu khẩn trong lòng, có thể cho ta mượn sức mạnh không? Tuy nhiên lần này tồn tại bên trong trại chăn nuôi thần ma đã không hồi đáp lại anh. Ni Ngư tuyệt vọng hét lên, chỉ cần có thể cho ta mượn sức mạnh, trả giá gì cũng có thể. đã nói đến vậy nhưng phía sau song sắt kia vẫn im ắng không chút động tĩnh. Anh nhìn mũi kiếm đã phi đến ngay trước mắt thì tức giận nghiến răng nói, đáng ghét, vẫn mặc kệ ta ư? Ừ ngay tình thế ngàn cân treo sợi bún thì một tà áo đã kịp thời phẩy qua làm lệch hướng bay của phi kiếm kia lưỡi kiếm lúc này chỉ sượt qua bên vai của ninh ngư không gây thương tích cho anh một giọng nói cũng theo đó cất lên chư vị bắt nạt người của ta như vậy có chút quá đáng đó người vừa tới chính là liễu khuynh thành thấy liễu khuynh thành hạ xuống chắn trước mặt ninh ngư chu thông liền hỏi ngươi là ai tuy nhiên cô không trả lời hắn mà quay người nhìn ninh ngư nói không ngờ ngươi cũng khá mạnh đấy anh thở dài đáp không phải cũng sắp chết rồi sao? Thấy bản thân bị ngó lơ Chu Thông liền phẫn nộ vận linh lực triệu ra hàng chục phi kiếm mà quát, hay cho tiện nhân dám lơ ta. Ngay sau đó hắn điều khiển phi kiếm lao thẳng về phía Liễu Khuynh Thành mà tấn công. Nhưng lúc này một giọng nói khác lại vang lên, chỉ bằng ngươi cũng dám động thủ với tiểu thư nhà ta. Cùng với đó là một trường mạnh mẽ được đánh ra cản phá kiếm trận của Chu Thông, những phi kiếm của hắn tất cả đều nứt gãy. Không chỉ vậy cơ thể của Chu Thông cũng bị phà phệ, hắn khụy xuống nghiến răng quát, là ai? người vừa đánh ra trưởng kia chính là vị đi theo liễu khuynh chu thông nhìn thấy ông ta liền hung hăng hỏi ngươi biết ta là ai không ông lão kia chỉ tay vào hắn nhíu mày nói ngươi là cái bíp gì chu thông liền nghiến răng cảnh cáo ta là đệ tử của triều vân tông ông dám đả thương ta không sợ triều vân tông báo thù sao ông lão kia nghe xong thì gạt tay khinh thường nói chỉ dựa vào ngươi dám ra tay với tiểu thư giết ngươi một trăm lần cũng không đủ đừng nói là ngươi cho dù trưởng môn của tứ đại tông môn các ngươi tới lão phu cũng không sợ. Những lời này khiến cho Âu Dương Minh cùng Vương Thừa Ân đều ngây ra tại chỗ. Không chỉ họ, Hồ Gia Chủ và Lâm Gia Chủ cũng nhíu mày dè chừng nhìn ông lão. Chu Thông nghe xong thì phá lên cười chế giễu. Ha ha, lão già cuồng vọng, vậy mà dám coi thường Triều Vân Tông ta. Có giỏi thì ông nói ra lai lịch của mình đi, xem Triều Vân Tông ta có dám động vào ông không. Âu Dương Minh khi này dáng vẻ hùng hổ nắn khớp tay đe dọa. Lão già cuồng vọng, dám khoác lác trước mặt tứ đại tông môn bọn ta, lão già chán sống sao vương thừa ân cũng lên tiếng nói ra lai lịch của ông ta muốn xem xem thế lực nào có thể cùng vọng như vậy liễu khuynh thành không muốn ở đây nhiều lời với bọn chúng nên quay sang nói với ông lão phúc bá đưa ninh ngư đi trước phúc bá liền gật đầu đồng ý âu dương minh thấy vậy thì phẫn nộ đánh một luồng hỏa diễm về phía họ đồng thời quát láo xược coi bọn ta không tồn tại sao nhưng phúc bá chỉ hừ một tiếng rồi vung tay phẩy nhẹ đã đánh tan một chiêu của âu dương minh Ông ta như không tin vào mắt mình thốt lên. Sao lại như vậy? Trong đầu nghĩ thầm, đối phương chỉ hừ một tiếng đã làm đánh bay công kích hỏa diễm của mình. Thực lực sâu không thể lường. Nghĩ vậy Âu Dương Minh liền xuống nước chấp tay hỏi Phúc Bá. Mong nói ra la lịch để bọn ta cũng có thể giải thích với tông môn. Liễu Khuynh Thành bèn bảo với ông, nói cho họ đi. Phúc Bá nghe vậy thì ném sang cho Chu Thông một lệnh bài. Hắn nhìn dòng ký tự trên lệnh bài thì sừng sốt thốt lên. Thư viện khô diệp dứt lời hắn cùng hai người kia đều đồng loạt quỳ xuống đồng thanh xin lỗi bọn ta không biết thân phận mong tiền bối thứ tội ni ngư khi này cũng có chút kinh ngạc nhìn sang liễu khuynh thành không ngờ lai lịch của liễu khuynh thành lại mạnh như vậy đối với người của thành hàn sơn mà nói tứ đại tông môn đã là thế lực mạnh nhất mà họ có thể tiếp xúc tuy nhiên vẫn còn một thế lực thống trị tứ đại tông môn đó là thư viện khô diệp không ai biết thư viện khô diệp mạnh đến mức nào nhưng có thể thấy một điều đó là người xây dựng nên tứ đại tông môn đều tới từ thư viện khô diệp nhiều năm nay thư viện khô diệp đều đè trên đầu tứ đại tông môn một ngọn núi lớn không thể bước tới hú chi là vượt qua phúc bá thấy ba kẻ này khi nãy còn mạnh miệng giờ lại sợ sệt quỳ lại mình thì lớn giọng quát một đám mắt mù vừa nãy không phải rất kiêu ngạo sao chu thông cúi gằm mặt xuống đất cắn răng không dám ho hay câu nào trong lòng chửi thầm ai con mẹ nó ngờ tới nữ tử trước mắt và lão già này vậy mà tới từ thư viện khô diệp chứ liễu khuynh thành lên tiếng nói với ông phúc bá bảo họ đứng dậy đi Phúc bá nghe vậy thì quay qua nói với đám người Âu Dương Minh, tiểu thư bảo đều đứng dậy đi. Rồi Liễu Khuynh Thành nói với bọn họ, bản tiểu thư bây giờ có hứng thú với Ninh Ngư, nên hắn không thể chết. Hiểu chưa? Chu Thông nghe vậy tất nhiên không đồng tình nhưng vẫn tuân theo đáp. Vâng. Liễu Khuynh Thành quay qua hỏi hắn, ta biết trưởng lão của Triều Vân Tông các ngươi giỏi xem bói, chắc đã tính ra Thành Hàn Sơn xuất hiện hai người được chọn liên quan đến Hắc Vân Sơn đúng không? Chu Thông liền chắp tay cung kính trả lời, tiểu thư anh minh thành hàn sơn xuất hiện người được chọn trưởng lão triều vân tông ta cũng bói ra liên quan đến hắc vân sơn vì vậy liền phái chu thần và lưu ngọc tới thăm dò chỉ là không ngờ hai người này lại bị ninh ngư giết liễu khuynh thành hỏi tiếp chuẩn bị thăm dò hắc vân sơn lúc nào chu thông liền đáp ba ngày sau liễu khuynh thành nghe vậy thì gật đầu được ta biết rồi cô khẽ liếc nhìn về phía ninh ngư mà nói tiếp ba ngày sau hắc vân sơn ta sẽ cho các ngươi có cơ hội kết ân oán Chu Thông cùng Âu Dương Minh nghe xong thì khóe miệng không nhịn được liền nhếch lên mà đáp. Đa tạ tiểu thư. Trong đầu hắn thầm nghĩ, để Ninh Ngư đó sống thêm ba ngày nữa cũng không sao. Dứt lời Liễu Khuynh Thành liền ra lệnh, nếu không có ai ngăn cản thì các ngươi lui đi, đừng ở đây làm trướng mắt. Đám người kia nghe xong thì nhanh chóng kéo nhau rời đi, chỉ có Lý Kính là nắn lại một chút. Hắn quay qua nói với Ninh Ngư, ngươi khá tốt. Anh gật đầu đáp, ta cũng cảm thấy ta khá tốt. Lý Kính nghe xong thì cạn lời không biết nói gì sau đó hắn ta bảo với Ninh Ngư, ta sẽ không đi Hắc Vân Sơn. Anh liền mỉm cười nói, cảm ơn. Hắn xua tay lạnh lùng đáp, không cần cảm ơn ta. Nếu ngươi là một con kiến yếu ớt, ta sẽ không để ý mà dẫm chết. Nhưng ngươi là tu giả cường đại thì đáng được ta tôn trọng. Nói rồi hắn cũng xoay lưng rời đi. Khi này Liễu Khuynh Thành lên tiếng nhắc nhở Ninh Ngư, ngươi nợ ta một cái mạng. Anh mỉm cười hỏi cô, vậy ngươi muốn thế nào? Liễu Khuynh Thành đáp, nói thật, ta rất hứng thú với ngươi đặc biệt là cơ thể cường hãn của ngươi ba ngày sau ta cần ngươi đến Hắc Vân Sơn thăm dò một phen coi như là khảo nghiệm cuối cùng dành cho ngươi nếu ngươi sống sót ta sẽ đề xuất ngươi tham gia khảo hạch của thư viện thành đệ tử của thư viện nhưng nếu ngươi chết ta cũng sẽ không hề luyến tiếc thế giới này vốn là cá lớn nuốt cá bé Ninh Ngư nghe xong liền gật đầu đáp ta hiểu rồi trong đầu anh thầm nghĩ chuyến đi đến Hắc Vân Sơn gần như là cửu tử nhất sinh đám người chu thông tuyệt đối sẽ không cho phép mình sống nhưng đây cũng là cơ hội của mình liễu khuynh thành thấy anh đồng ý thì nói tiếp vậy được nếu không thể tiếp tục ở lại ninh gia vậy tạm thời đi theo ta đi trước khi đi ba người đã tới phủ của ninh ngư vì anh muốn đưa phụ thân mình đi cùng liễu khuynh thành nhìn bộ dạng vật vờ nửa tỉnh nửa mê của phụ thân anh thì có chút tiếc nuối nói cha ngươi cũng từng là nhân vật thiên kiêu không ngờ lại rơi vào bước đường này